tốt nghiệp đại học cố trần, trong nhà công ty phá sản, mắc nợ mấy trăm vạn, chỉ có thể dựa vào đưa đồ ăn bên ngoài mà sống. Cũng may lúc này, hắn điện thoại di động giao diện bỗng nhiên nhảy ra một đạo quảng cáo, chiếm cứ toàn bộ điện thoại di động giao diện. Hôm nay giá đặc biệt ưu đãi, toàn trường thương phẩm một nguyên miễu sát. Một tòa biệt thự xa hoa ở trung tâm tiểu khu U Lan. Một trăm phần trăm quyền sở hữu của vạn đại quảng trường, thu nhập cho thuê hàng năm 300 triệu nhân dân tệ, tòa nhà A tòa nhà văn phòng di duyệt quảng trường. Mạc Gia Ni phong thần trừng mắt, phiên bản giới hạn toàn cầu. Nhân vật chính Cố Trần, Sở Hân Di, từ then chốt trong tiểu thuyết. Đô thị Nhất nguyên miễu sát, tôi không có khái niệm về tiền. Không đạn cửa sổ, đô thị. Nhất nguyên miễu sát, ta đối với tiền không có khái niệm. Toàn tập đao loa, đô thị nhất nguyên miểu sát, tà đối với tiền không có khái niệm. Chương mới nhất đọc. Chương 1 Tai nạn xe cộ ngẫu nhiên gặp đồng học. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thành phố Hoa Hải, khu Bắc. Nơi đây gần trường học và khu công nghiệp, rất nhiều sinh viên và nhân viên văn phòng làm cho độ ăn vặt vô cùng phồn hoa. Trên đường phố chật chội, các cửa hàng nhỏ sang sát nối tiếp nhau. Một cửa hàng cơm đóng nắp không lớn, Cố Trần ngồi ở trên ghế nhìn quen thuộc lại xa là điện thoại di động giao diện, một đạo quảng cáo chiếm cứ toàn bộ giao diện. Hôm nay giá đặc biệt ưu đãi, toàn trường thương phẩm một nguyên miễu sát. Một tòa biệt thự xa hoa ở trung tâm tiểu khu U Lan. 100% quyền sở hữu của vạn đại quảng trường, thu nhập cho thuê hàng năm 300 triệu nhân dân tệ, tòa nhà A tòa nhà văn phòng di duyệt quảng trường. Mạc Gia Ni phong thần trừng mắt, phiên bản giới hạn toàn cầu cố trần trực tiếp ngây ngẩn cả người cái quỷ gì nhất nguyên anh đang đùa tôi việc này còn phải nói từ một giờ trước anh ta thân là một người lái xe giao hàng nhận một đơn hàng giao hàng dừng lại chờ đèn đỏ ở chỗ đèn xanh đèn đỏ bỗng nhiên khách hàng của anh ta nhắn lại bảo anh ta giúp mang một chai nước vui vẻ anh vừa vặn nhìn thấy đối diện có một siêu thị nhỏ vì thế liền đi qua đường cái đi về phía siêu thị chỉ là vừa mới bước đi chưa được mấy bước, một chiếc xe BMW màu trắng, từ trong hẻm nhỏ bên cạnh siêu thị đột nhiên chạy ra. Bùng một tiếng, liền đem cả người lẫn xe đụng ngã trên mặt đất, trực tiếp đem hắn đụng đến phát mộng. May mắn xe BMW tốc độ không phải rất nhanh, nếu không hắn cũng không chỉ là chạy da đơn giản như vậy. Trùng hợp hơn chính là chủ xe BMW là bạn đại học lưu duyệt của hắn, quan hệ hai người cũng không tệ lắm chẳng qua sau đó bởi vì một chuyện nào đó mà chậm rãi xa lánh lúc ấy hắn thân là nhân vật phong vân của trường học khi tổ chức một hoạt động nào đó thân là lớp trưởng lưu duyệt giúp hắn một lần đại ân hai người bởi vậy mà quen thuộc sau đó hắn nhìn ra lưu duyệt hình như đối với hắn có tận ý tứ kia làm cho hắn ở chung có chút xấu hổ liền chậm rãi xa lánh không nghĩ tới cách một năm gặp lại lại cảnh còn người mất thấy hắn bị đụng ngã trên mặt đất hiển nhiên chủ xe cũng hoảng sợ vội vàng xuống xe đi tới trước mặt cố trần ngươi không sao chứ cố trần chỉ thấy một vị tóc dài nữ tử sắc mặt tái nhợt xin lỗi nói lập tức một trận kinh hô cố trần hòa hoãn một hồi lâu mới bình tĩnh lại nghe thấy có người gọi tên mình ngẩng đầu nhìn lên một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi lớp trưởng cố gắng hét lên thật đúng là ngươi nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nâng cố trần dậy. Không có việc gì chứ. Nhìn một chút cố trần thân thể, cùng trên mặt đất trải rác đồ ăn bên ngoài, khuôn mặt phức tạp hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Cố trần khoát tay, hoạt động tay chân, cơ bản không có gì đáng ngại. Lúc này nữ tử còn muốn nói cái gì thời điểm, xe truyền đến một đạo trung niên nam tử thanh âm. Bảo bối không sao chứ một người đàn ông trung niên tướng mạo giàu có từ ghế lái phụ đi xuống nữ tử nghe vậy thân thể cứng đờ không lộ dấu vết nhìn thoáng qua cố trần rồi tươi cười nói ừ không có việc gì cố trần nhìn động tác thân mật của hai người làm sao còn không biết quan hệ của hai người không giống bình thường khó trách hắn vừa tốt nghiệp đại học đồng học một năm sau liền lái lên bmw không phải hắn khinh thường đồng học mà là hắn rõ ràng biết đối phương trong nhà lai lịch gia đình bình thường Bất quá tất cả chuyện này có liên quan gì đến hắn? Vị này là. Sau đó nhìn về phía Lưu Duyệt hỏi. Bảo bối. Các ngươi biết. Người đàn ông trung niên nghe được lời của Cố Trần cũng sửng sốt. Lập tức đánh giá Cố Trần, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Cố Trần, cho dù hắn thân là nam nhân cũng là một trận ghen tị. Bất quá lại thấy được chế phục bên ngoài trên người Cố Trần, liền thả lỏng xuống, kéo eo nhỏ của Lưu Duyệt nói đây là bạn đại học của tôi cố trần lưu duyệt biết ý của người đàn ông trung niên hơi ngượng ngùng giới thiệu cố trần đây là là bạn trai tôi lý khôn thì ra là bạn học của cậu đó cũng là bạn học của tớ chào cậu lý khôn nghe vậy vô cùng nhiệt tình tại xác định cố trần đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp hắn cũng liền không có địch ý xin chào cố trần nhàn nhạt đáp lại Lưu Duyệt vội vàng nhắc lời. Tốt lắm, cố trần, ngươi vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Lý không nói theo lời Lưu Duyệt. Đúng đúng đúng, bạn học cố đi bệnh viện trước đi. Không cần. Không có gì đáng ngại. Cố trần cự tuyệt. Như vậy sao được? Nói thế nào cũng là bạn học của Duyệt Nhi, như vậy đi, tiền thuốc men tôi đã trả hết. Lý không lúc này tức giận lấy từ trong ví ra một sấp một trăm tệ hắn ở trên người cố trần có thể nói là có cảm giác ưu việt tự nhiên. Cố trần sau khi nhìn thoáng qua lắc đầu, nói xong còn có công việc phải bận rộn, cùng Lưu Duyệt chào hỏi liền đi trước. Lưu Duyệt nhìn bóng lưng cố trần, trầm mặt thật lâu. Được rồi, đi thôi, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám một mình tìm hắn, cũng đừng trách ta. Lý không còn chưa nói xong, nhưng ý tứ biểu đạt trong mắt lại hết sức rõ ràng. Lưu Duyệt trầm mặt vài giây, sau đó mang theo khuôn mặt tươi cười yên tâm đi từ sau khi theo cậu tất cả bạn học trước kia của tôi đều không liên lạc vậy là tốt rồi lý không nghe vậy thập phần hài lòng lúc này chuông điện thoại di động của cố trần vang lên cắt đứt hồi ức của hắn nhìn chú thích mẹ trực tiếp tiếp alo mẹ con trai ăn cơm trưa chưa đầu bên kia điện thoại di động vui vẻ truyền đến một trận thanh âm hiền lành ăn đi con và ba có khỏe không cố trần cố nén nước mắt vội vàng hỏi trong nhà không cần con bận tâm mẹ và ba con sẽ giải quyết ngược lại con ở bên ngoài phải chú ý thân thể nhiều hơn cố trần nghe thấy lời này trong lòng không khỏi đau xót cố trần từ nhỏ trong nhà cũng rất có tiền cha hắn ở quê nhà cũng coi như là một vị nhân vật mãi cho đến hắn tốt nghiệp đại học năm ấy cha hắn công ty phá sản trong nhà hết thảy toàn bộ tịch thu gán nợ may mắn còn thừa một tòa nhà tổ nếu không thật đúng là trôi giạt khắp nơi bất quá cũng thiếu nợ mấy trăm vạn nếu không hắn làm sao sẽ đi đưa đồ ăn bên ngoài không có hắn kiếm tiền một năm này hắn không có nghỉ ngơi qua một ngày mỗi ngày ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà chính là vì chạy thêm mấy chuyến tháng này công ty nhìn ta thành tích rất tốt lại phát một khoản tiền thưởng cho ta, chờ chút ta liền cho ngươi chuyển qua. Cố Trần lại nói vài câu, liền cúp điện thoại, nhìn xe cộ qua lại bên ngoài. Lắc đầu, mở ra điện thoại di động Alipay, nhìn bốn chữ số dư, cười khổ một tiếng. Để lại cho mình một ngàn đồng, liền đem tiền lương phát ngày hôm qua chuyển cho mẹ mình. Đinh. Cho thấy việc chuyển tiền đã thành công. Nhìn trên giao diện tin tức một trận thất thần, mấy trăm vạn nợ nần, thật đúng là không biết muốn trả tới khi nào đi. Nhân sinh thật đúng là lên lên xuống xuống, một năm trước, hắn còn là mọi người hâm mộ phú nhị đại, mà hiện tại. Quên đi, không đề cập tới cũng được. Cố trần lắc đầu, vứt đi suy nghĩ trong đầu. Mà đúng lúc này, hắn điện thoại di động giao diện thượng đào bảo phần mềm, đột nhiên khởi động. Cố trần ngẩn ra. Nhìn giao diện điện thoại di động vừa quen thuộc vừa xa lạ, một quảng cáo chiếm cứ toàn bộ giao diện. Hôm nay giá đặc biệt ưu đãi, toàn trường thương phẩm một nguyên miễu sát. Mạc Gia Ni phong thần trừng mắt, phiên bản giới hạn toàn cầu. Chương 2 Một nguyên miễu sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Làm đã từng phú nhị đại, hắn tất nhiên là biết mặt trên biểu hiện đồ vật, nhà hắn thời kỳ toàn thịnh đều mua không nổi. Anh tưởng điện thoại của mình bị kẹt, vì thế vội vàng lui ra ngoài một lần nữa đăng nhập, sau đó giao diện nhảy dựng, lại là khuôn mẫu lúc trước. Mẹ kiếp! Điện thoại di động của tôi bị nhiễm virus sao? Hay là chức năng an toàn của tao bao bây giờ yếu như vậy? Hắn không khỏi phun tạo một câu. Bất quá! Nếu là thật thì tốt biết bao. Nhìn chữ trên đó, cố trần lắc đầu, nếu là thật, như vậy hắn cũng không cần vất vả như thế. Bất quá hắn vẫn là không dám điểm đi vào, làm sinh viên đại học hắn biết rất nhiều loại này công nghệ cao lừa đảo lợi dụng một quảng cáo bạn nhấn vào chương trình bên trong sẽ tự động phá giải thông tin trên điện thoại di động của bạn từ đó tiền trong thẻ của bạn sẽ bị đánh cắp toàn bộ tuy rằng trong thẻ của hắn không có tiền nhưng một khi đánh cắp như vậy một tháng kế tiếp hắn phải uống gió tây bắc vì vậy liền muốn trực tiếp lui ra ngoài nhưng là tay của hắn lại bỗng nhiên trượt một cái trực tiếp điểm đến cái kia nhất nguyên miễu sát phía trên lập tức giao diện điện thoại di động của hắn nhảy dựng tựa như tiền lì xì mở ra bộ dáng kim tệ vẫn xoay tròn không ngừng ách ta kháo cố trần hoảng sợ vội vàng muốn rời khỏi cái này phần mềm nhưng điện thoại di động giao diện giống như là bị kẹt đồng dạng mặc kệ hắn như thế nào thao tác đều là vô dụng cho dù tắt máy cũng không tắt được gấp cố trần muốn trực tiếp đập rơi điện thoại di động, nhưng giờ lên sau lại không xuống tay được, dù sao điện thoại di động có thể so với hắn số dư muốn đắt hơn nhiều. Hắn nào biết phần mềm này lợi hại như thế, ngay cả tắt máy cũng không được. Vì thế hắn nhận mệnh, chỉ có thể nhìn giao diện điện thoại di động. Mấy giây sau, kim tệ kia xoay tròn hoàn thành. Chúc mừng người sử dụng đã chọn được tòa nhà A của tòa nhà di duyệt quảng trường. Nhìn tin tức hệ thống gửi tới, cố trận sửng sốt bất chấp tin tức này hắn trực tiếp mở ra alipay nhìn số dư trên tài khoản của mình chỉ thiếu một nguyên trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng buông xuống đinh giao dịch hoàn thành hoạt động hôm nay đã hủy bỏ mời ngày mai lại đến theo di động liên tiếp gửi tới hai đạo tin tức hắn kịp phản ứng chẳng lẽ là thật không phải virus ngựa gỗ là hệ thống sai lầm rồi cố trần suy đoán đúng lúc này hắn rõ ràng cảm giác được trước ngực tự hồ nhiều hơn chút gì đó hắn cúi đầu nhìn rõ ràng là một cái túi dụng cụ lấy ra xem là một phần tài liệu lúc này hắn mới vội vàng lật xem tin tức lúc trước nguyên lai like là chúc mừng hắn nhất nguyên miễu sát trúng một tòa nhà văn phòng nhìn trên giấy chứng nhận quyền sở hữu viết tên mình anh ngây ngẩn cả người dĩ nhiên là thật Cố Trần lúc này mới phát hiện trước đó hết thảy đều là thật, không phải điện thoại di động bên trong virus. Mà là đào bảo của mình đã xảy ra biến hóa nào đó không biết, đối với hắn mà nói quả thực là ngón tay vàng trong tiểu thuyết. Nhìn mặt trên hôm nay giá đặc biệt đã hoàn thành, mời ngày mai lại đến chữ, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đều là như bọt nước mộng ảo, hắn dùng sức vỗ mặt vài cái mới cảm giác không phải đang nằm mơ. Mà lúc này, một bên khác, di duyệt quản trường quản lý tầng lầu. Vài nhân viên đang làm việc. Đột nhiên, cửa phòng làm việc trực tiếp bị đẩy ra, dọa mấy người nhảy dựng lên. Chỉ thấy một gã trung niên nhân bước nhanh đi đến, hô hấp thập phần dồn dập, rõ ràng là chạy chậm tới. Mấy nhân viên nhanh chóng đứng dậy cung kính nói: "Mã tổng." Trung niên nhân này gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lần này ta tới đây là thông báo một việc chúng ta trong quảng trường khu vực hoàng kim tòa nhà văn phòng a đã bị phía trên bán đi cái gì mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau bọn họ thân là nhân viên quảng trường di duyệt tất nhiên là phi thường rõ ràng tòa nhà văn phòng kia không phải là hàng bán vẫn luôn ở trong tay tập đoàn trước kia không phải không có người đề nghị mua nhưng không có cái nào không bị cự tuyệt mã tổng ngài biết là ai mua không một người trong đó lấy can đảm hỏi trung niên nhân mã tổng nghe vậy lắc đầu nói ta cũng là vừa nhận được thông báo chỉ biết là một cái tên cùng số điện thoại gọi cố trần muốn chúng ta cần phải cho người ta một cái ấn tượng tốt cho nên ta mới nhanh chóng tới đây thông tri các ngươi đừng đến lúc đó đắc tội người ta hắn biết có thể mua tập đoàn không bán hàng vị lão bản này bối cảnh địa vị tuyệt không phải bình thường tập đoàn bọn họ lại không thiếu tiền làm sao có thể đến bây giờ bỗng nhiên liền bán muốn bán đã sớm bán làm sao đợi đến bây giờ chỉ có một khả năng người mua không phải tập đoàn bọn họ có thể đắc tội nghĩ tới đây trong lòng hắn càng thêm khẩn trương mấy vị nhân viên hiển nhiên cũng hiểu được một đạo lý chỉ bất quá bọn họ căn bản cũng không biết bộ dáng của người mua nếu không cẩn thận đắc tội vậy bọn họ có thể lạnh trung niên nhân trầm tư trong chốc lát bỗng nhiên nói đúng rồi Tiền thuê tháng này hình như chính là mấy ngày nay, đến lúc đó vị lão bản kia hẳn là sẽ tới đây đi. Mấy người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Tòa nhà văn phòng kia khu vực tốt, tổng cộng 66 tầng đã sớm thuê xong, đại bộ phận là theo năm giao, nhưng cũng có một ít là theo tháng giao. Như vậy đi. Lát nữa bộ phận bán hàng gửi tin nhắn cho ông chủ kia, bảo ông ta ngày mai tới thu tiền thuê. Trung niên nhân phân phó. Thông tri bộ bảo an mấy ngày nay giữ vững tinh thần, nhất định phải bảo đảm ngày mai giao nhận sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu gặp phải một vị gọi cố trần, nhất định phải cho chú ý lễ tiết, ngàn vạn lần không thể mạo phạm. Mọi người đều biết nặng nhẹ, không nói nhảm nữa. Vâng. Vì thế toàn bộ tin tức về cố trần liền truyền ra ngoài, nhân viên công tác ở quảng trường di duyệt đều nhận được tin tức. Không chỉ có các vị khách thuê văn phòng tòa ai nhận được tin tức, cố trần cũng nhận được một tin nhắn tôn kính cố tiên sinh, ngài khỏe chứ, chúng tôi bên này là di duyệt quản trường bộ phận quản lý, ngài ở chúng tôi bên này mua văn phòng ngày mai lại đến thu tiền thuê thời gian, xin cần phải tới đây một chuyến, cùng chúng tôi kết nối tin tức. Lúc này Cố Trần còn đang ngẩn người bỗng nhiên nhận được một tin nhắn như vậy. Anh nhìn chầm chầm tin nhắn trên điện thoại di động, thật lâu không nói, nếu không là trên tay anh cầm giấy chứng nhận bất động sản, anh tuyệt đối tin tưởng đây là một tin nhắn lừa đảo có thật hay không? Ngày mai đi một lần sẽ biết. Cố trần cúi đầu nỉ non một câu, liền không hề rối rắm. Vừa vặn trên điện thoại di động của anh cũng có đơn đặt hàng. Người có một cái giao hàng đơn đặt hàng, xin mau chóng giao hàng. Liền đặt túi dụng cụ trên tay lên xe điện của mình, tiếp tục phân phối. Thời gian ngay tại cố trần lui tới các cửa hàng, xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên chậm rãi trôi qua. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, cố trần cũng dừng thân ảnh hắn cho bên ngoài chủ quản xin nghỉ một ngày sau đó liền trở về nghỉ ngơi đi hôm sau trong một căn phòng được trang hoàng sang trọng trên giường trong phòng ngủ chính nằm một đôi nam nữ thẳng thắn thành khẩn gặp mặt rõ ràng là bạn học đại học lưu duyệt lúc trước đụng phải cố trần cùng bạn trai lý khôn của hắn lúc này một tiếng chuông di động vang lên này tổ trưởng lưu cái gì tại sao có thể như vậy không phải, được, tôi lập tức tới đây. Chương 3 Là của ta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cúp điện thoại xong Lông mày thưa thớt của Lý không nhíu lại Anh ta là ông chủ của một công ty lắp đặt thiết bị, xuất thân mấy chục triệu Sao vậy? Lúc này Lưu Duyệt nhìn sắc mặt không tốt của Lý không khó hiểu hỏi Vừa rồi một vị tổ trưởng tổ tiêu thụ ở quảng trường Di Duyệt gọi điện thoại cho tôi, nói tòa nhà công ty đã đổi chủ, muốn tôi mau chóng dọn đi. Lý Khung năm nay hơn 40 tuổi, năm xưa ra ngoài lan bạc xã hội, dựa vào một cổ tàn nhẫn được một vị địa đầu sai nhìn trúng, cưới con gái đối phương, rất nhanh liền xông pha một phen sự nghiệp. Theo lý thuyết hắn là tình yêu sự nghiệp song đắc ý, thế nhưng thê tử lớn lên khỏe mạnh giống như tinh tinh, hắn làm sao có hứng thú, cho nên vẫn luôn ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân, mà Lưu Duyệt lại một năm trước quen biết ở một hội sở nào đó kỳ thật lấy điều kiện của lưu duyệt làm gì cần làm tình nhân của người khác thế nhưng phụ thân trong nhà bệnh nặng nhu cầu cấp bách một số tiền lớn cho nên liền được lý khôn bao dưỡng hả đổi thì đổi vì sao còn muốn chúng ta dọn đi lưu duyệt khó hiểu cô biết rất ít về công ty của lý khôn ai bởi vì với thực lực của công ty tôi căn bản là không thuê được khu vực vàng như vậy lý khôn nghe vậy cười khổ một câu có phải anh muốn nói vì sao còn thuê được không nhìn ánh mắt lý khôn lưu duyệt gật gật đầu bởi vì là tôi hối lộ một vị tổ trưởng ở di duyệt quảng trường hơn nữa còn tự ý thuê cao hơn tiền thuê thị trường không nghĩ tới đột nhiên đổi ông chủ thật sự là kỳ quái lý khôn xoa xoa mái tóc đen đầy đầu lưu duyệt đến bây giờ vẫn còn có chút không rõ hắn ở thành phố hoa hải nghiên cứu lâu như vậy tự nhiên biết rất nhiều tin tức nho nhỏ là kiến trúc tiêu biểu của quảng trường di duyệt đều là hàng không bán sao bây giờ đột nhiên lại bán người có thể mua được di duyệt quảng trường này sẽ có bao nhiêu năng lượng nguyên lai là như vậy bất quá vì cái gì nhất định phải đi nơi đó thuê lưu duyệt bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại đưa ra nghi vấn bởi vì nơi đó là khu vực vàng có thể làm việc ở đó đại biểu cho thực lực của công ty lý khôn giải thích nghiệp vụ công ty lắp đặt thiết bị của hắn sở dĩ tốt như vậy nguyên nhân rất lớn chính là vị trí địa điểm của công ty ngành này nhìn trúng chính là thực lực và danh tiếng của công ty mấy công ty lắp đặt thiết bị khác vì sao kém mình một chút không phải bởi vì nguyên nhân thực lực mà là bởi vì vị trí công ty của mình tốt hơn bọn họ danh tiếng lớn cho nên lúc khách hàng lựa chọn tự nhiên là lựa chọn bọn họ nhiều hơn một chút một gã khách hàng bình thường đi tới công ty của ngươi nhìn thấy hình tượng công ty của ngươi, liền gián tiếp có ấn tượng đối với thực lực công ty của ngươi. Được rồi, nhanh đi di duyệt quảng trường, hôm nay vị kia thần bí người mua sẽ đi cùng bọn họ giao một chút thủ tục, xem có thể hay không tiếp tục thuê đi. Lý Khôn nói với Lưu Duyệt. Lập tức hai người nhanh chóng đứng dậy chạy về phía di duyệt quảng trường. Mà cùng lúc đó, trong phòng trọ không lớn. Cố trần rời giường tùy tiện mặc một thân, sau khi rửa mặt liền ra ngoài gọi xe hướng di duyệt quảng trường đi nếu là lúc trước hắn làm sao cam lòng đón xe xa hoa như vậy từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện trong một năm này hắn đi xa ngồi xe buýt đi gần dựa vào hai chân bất quá nếu chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật như vậy hắn cũng không cần trải qua loại cuộc sống này nữa nghĩ tới đây anh nhìn giấy chứng nhận bất động sản bên cạnh trong lòng một trận chờ mong lúc này đã qua giờ cao điểm đi làm cố trần nửa giờ liền đến di duyệt quảng trường. Sau khi trả tiền xuống xe hắn liếc mắt một cái liền thấy được tòa nhà văn phòng cao vút trong mây, bắt đầu từ hôm nay, liền thuộc về hắn. Sau một phen cảm khái, hắn liền đi về phía bộ phận quản lý quảng trường. Bất quá nơi này rất lớn, hoa hải thị đại hình quảng trường một trong, hắn lạc đường. Xin chào, tôi xin hỏi bộ phận quản lý quảng trường các anh đi như thế nào? Cố trần đi dạo một vòng, thật sự là tìm không thấy đường không có biện pháp chỉ có thể nhờ bảo vệ quảng trường giúp đỡ xin hỏi anh tìm bộ phận quản lý làm gì lúc này một vị bảo an nhìn cố trần có chút tò mò hắn ở chỗ này làm lâu như vậy lần đầu tiên có người hỏi hắn bộ quản lý đi như thế nào à là như vậy là các ngươi bộ quản lý cho ta phát tin tức gọi ta tới hả lúc này bảo vệ tiểu ca nghe vậy tâm thần chấn động sẽ không trùng hợp như vậy chứ xin hỏi ngài có phải là cố trần cố tiên sinh hay không sau đó sắc mặt biến đổi ngay cả ngữ khí cũng mang theo kính xưng hỏi không sai cố trần kinh ngạc một chút gật gật đầu bảo vệ nghe cố trần thừa nhận nhất thời ánh mắt nhìn cố trần đều thay đổi cố tiên sinh xin chờ một chút sau khi dặn dò cố trần một câu liền cầm lấy bộ đàm trước ngực bắt đầu nói chuyện tổng bộ Tổng bộ. Tôi là 07. Tôi gặp cố tiên sinh. Một hồi tiếng sột soạt qua đi, đối diện bỗng nhiên truyền đến thanh âm dồn dập. Đã nhận được, xin cố tiên sinh chờ một chút, tôi lập tức phái người tới. Lời này, cố trần tự nhiên cũng là nghe được, không khỏi một trận tò mò, tình huống gì. Sao vừa nghe đến tên mình đối phương đều phản ứng lớn như vậy? Đối phương cũng không có để cho cố trần chờ thật lâu, ước chừng qua một hai phút, Cố Trần liền nhìn thấy mấy vị nam tử chính trang hướng về mình chạy chậm tới. Xin chào ngài, ngài chính là Cố Trần Cố Tiên Sinh. Thật sự xin lỗi. Để ngài đợi lâu. Người chưa tới, thanh âm liền dẫn đầu truyền đến. Dẫn đầu chính là một nam tử trung niên bộ dáng tinh anh. Nhìn người trung niên hơi nịnh bờ trước mặt này, Cố Trần gật gật đầu. Ân. Là ta. Ngươi là. Nam tử trung niên vội vàng nói tôi tên mã phi là tổng giám đốc của quảng trường này cố tiên sinh gọi tôi là tiểu mã là được rồi à chào mã quản lý không biết cố tiên sinh có mang theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hay không chúng tôi bên này cùng ngài kết nối một chút tin tức cố trần nghe vậy khẽ mỉm cười dẫn theo ngươi nhìn một chút lập tức đem ngày hôm qua cái kia công cụ túi đưa cho mã phi đồng thời nội tâm hơi hơi căng thẳng sợ là giả không sai chính là cái này. Mã Phi nhận lấy nhìn một hồi, gật đầu xác nhận. "Cố tiên sinh, anh xem có nên đến bộ phận quản lý của chúng tôi làm thủ tục trước không?" "Được." Cố Trần gật đầu đồng ý, một tia bất an cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc mấy người đang định đi, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm. "Mã tổng." Mã Phi nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nhướng mày, suy tư một lát sau bừng tỉnh đại ngộ lý tổng đúng 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 là tôi nghe mã phi nhớ lại tên mình người tên lý tổng mừng rỡ cố trần bởi vì bị đám người mã phi vây quanh ở trung tâm không nhìn thấy người nói chuyện chỉ bất quá hắn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc không biết lý tổng có chuyện gì ngay sau đó mã phi trực tiếp hỏi hắn nhớ tới người này tên là lý khôn hơn nữa còn tự mình thuê tòa nhà của bọn họ bất quá hắn cũng nhận được chỗ tốt liền vẫn không có mang lên mặt bàn. Mã Tổng, tôi không phải thấy tiền thuê tháng này sắp tới, tới đây giao tiền thuê, vừa lúc gặp chủ mới. Lý không biết thân phận Mã Phi rất cao, vội vàng nói ra mục đích của mình. Chương 4 Năm không hạn mức toàn cầu thông dụng thẻ mua sắm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Khôn vừa dứt lời, đám người Mã Phi đồng loạt nhìn về phía Cố Trần. Lúc này cố trần cũng nhớ tới chủ nhân của thanh âm này, Lý Khôn. Vì thế ánh mắt hai người gặp nhau, nhìn nhau mấy giây. Cố trần. Là ngươi. Lý Khôn sắc mặt đại biến, khiếp sợ vạn phần. Cố trần thì là gật gật đầu, cảm giác thế giới như thế nhỏ bé. Lý Tổng. Hai người quen nhau. Lúc này Mã Phi cũng kịp phản ứng, nhìn vẻ mặt Lý Khôn, nghi ngờ nói. Lý Khôn nghe vậy, sắc mặt biến ảo phức tạp, nhất thời không biết nên nói như thế nào, mà bên cạnh Lưu Duyệt thì rất nhanh phản ứng lại, gật đầu nói. Cố Trần, ngươi chính là Di Duyệt quản trường văn phòng Tân Lão Bản. So sánh với Lý Khôn, Lưu Duyệt lại là muốn dễ dàng tiếp nhận nhiều, đại học thời điểm nàng liền biết Cố Trần trong nhà rất có tiền, chỉ là không nghĩ tới có tiền như vậy. Từ Cố Trần gật gật đầu. Nghe được Cố Trần thừa nhận, Lý Khôn cùng Lưu Duyệt nhất thời trầm mặt. Đặc biệt là Lý Khôn, nghĩ đến cảm giác kiêu ngạo ưu việt ngày hôm qua, nhất thời hận không thể tìm một khe hở chui vào. Khó trách ngày hôm qua người ta một bộ lạnh nhạt. Các ngươi tới là tiếp tục thuê. Lúc trước nghe được Lý không nói, cố trần hỏi. Đúng, cố tiên sinh, vì Lý tổng này trước đây là khách thuê. Mã Phi thấy hai người nhất thời không nói gì, vội vàng giải thích. Nếu lớp trưởng tiếp tục thuê, vậy thì theo thấp hơn giá thị trường 10% đi cố trần nghĩ nghĩ nhìn lưu duyệt cười nói anh cũng không biết lý không thuê riêng hơn nữa còn cao hơn giá thị trường mã phi đối với quyết định này cười mà không nói hắn ngoài ý muốn liếc mắt nhìn lý không một cái không nghĩ tới vận khí của hắn tốt như thế vừa vặn quen biết ông chủ mới mà lý không đầu tiên là không thể tin lập tức ánh mắt phức tạp hắn hiểu được cố trần nói như vậy cũng không phải nể mặt hắn mà là bên cạnh hắn lưu duyệt Lưu duyệt nghe vậy trong lòng rung lên, nàng biết Cố Trận là trả nhân tình, lại nể mặt bạn học, đồng thời đối với đáy lòng Cố Trận một tia tình cảm cuối cùng kia cũng biến mất không thấy. Mã quản lý, những chuyện này ta có thể ủy thác cho các ngươi sao? Cố Trận quay đầu nhìn Mã Phi nói. Có thể, đương nhiên có thể, những việc nhỏ này bộ phận quản lý quảng trường chúng tôi vui vẻ cống hiến sức lực. Mã Phi nghe vậy tất nhiên là thập phần cao hứng, Cố Trận nói như vậy hiển nhiên là tin tưởng bọn họ tốt lắm lớp trưởng ta còn có chút chuyện liền đi trước ngươi muốn tiếp tục thuê có thể cùng mã quản lý bọn họ thương lượng có thể có thể đa tạ cố tiên sinh tôi cùng duyệt nhi trước hết không quấy rầy ngài buổi tối không biết cố tiên sinh có thời gian hay không tôi cùng duyệt nhi muốn mời ngài ăn bữa cơm ngài xem lưu duyệt không nói gì lý khôn bên cạnh trong nháy mắt tươi cười nóng bỏng nói hắn là ông chủ công ty có giá trị ngàn vạn đương nhiên là da mặt vô cùng dày hắn có thể lăn lộn tới vị trí hôm nay đầu óc một chút cũng không ngốc nên nhận sợ thì nhận sợ mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì nhưng là hiện tại cố trần cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi may mắn hắn trước đó không có đối với cố trần trang bức đánh mặt đồng thời hắn đối với thân phận bạn học của lưu duyệt cùng cố trần mừng thầm một trận đây là một cây cầu kéo gần quan hệ của hai người không thấy ngay cả hắn đều đắc tội không nổi mã phi ở trước mặt cố trần dáng người đều thả thấp như vậy không cần buổi tối ta còn có chuyện cố trần tất nhiên là biết lý không nghĩ cái gì bất quá hắn vẫn cự tuyệt không có việc gì không có việc gì nếu cố tiên sinh bề bộn nhiều việc tôi và duyệt nhi sẽ không quấy rầy lý không thấy bị cự tuyệt một chút bất mãn cũng không có vội vàng cười bồi lưu duyệt ở một bên không nói một câu được vậy tôi đi trước cố trần đối với lưu duyệt gật gật đầu liền cùng mã phi đi về phía xa xa nhìn bóng lưng mấy người lý không cười bồi mãi đến khi mọi người không nhìn thấy mới thu lại hắn không nghĩ tới thân phận cao như thế người lại còn đi đưa thức ăn bên ngoài người có tiền ý nghĩ thật sự là khó có thể cân nhắc duyệt nhi người bạn học này của con thân phận thế nào sao hôm qua không nghe con nói quay đầu hỏi lưu duyệt Hiện tại hắn cũng không dám uy hiếp Lưu Duyệt, thật sự là chuyện hôm nay làm cho hắn khiếp sợ. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết nhà hắn rất có tiền. Lưu Duyệt nghe vậy lắc đầu, bình tĩnh nói. Rất có tiền. Nghe thấy Lưu Duyệt nói như thế, Lý Không không có hoài nghi, bất quá, có thể mua được tòa nhà văn phòng này, còn có thể để cho Mã Phi đối đãi như thế cũng không phải có tiền là có thể làm được. Đi thôi. Bảo bối, lần này nhờ có ngươi lập tức nhìn lưu duyệt ông đối phương tâm tình sung sướng đi ra ngoài không sao lưu duyệt không nói gì bên kia văn phòng tổng giám đốc bộ phận quản lý quảng trường di duyệt chúc mừng cố tổng hiện tại tòa nhà a ở quảng trường di duyệt chính thức thuộc về cố tiên sinh theo cố trần tại kết nối văn kiện thượng ký xuống tên của mình văn kiện này hiệu ứng pháp luật chính thức có hiệu lực mã phi chúc mừng nói đa tạ mã quản lý sau này tôi giao văn phòng cho các anh quản lý tôi chỉ phụ trách thu tiền cố trần giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười tâm tình thập phần sung sướng ha ha không thành vấn đề cố tiên sinh yên tâm mã phi thấy cố trần dễ nói chuyện như vậy cũng là thật cao hứng đối với những thỉnh cầu này của hắn trực tiếp liền đáp ứng dù sao cũng là tiện tay mà thôi sau đó mấy người lại khách sáo vài câu thấy cố trần vân đạm phong khinh càng thêm khẳng định thân phận Cố Trần không tầm thường. Từ bộ phận quản lý đi ra, cả người Cố Trần đều nhẹ nhàng bay bổng. Bởi vì, tháng này tiền thuê nhà đã toàn bộ đánh tới hắn trên thẻ, nhìn cái kia 6 chữ số con số, hết thảy đều có vẻ không chân thật. Hơn 58 vạn. Ước chừng 58 vạn. Hơn nữa Mã Phi còn nói cho hắn biết, đây chỉ là một phần rất ít trong đó, rất nhiều tiền thuê đều là một năm đóng một lần lúc ấy hắn nghe đến đó nội tâm rất không chịu thua kém chấn động vài cái từ giờ khắc này trở đi quỷ tích nhân sinh của hắn sẽ lệch khỏi lộ tuyến ban đầu mà tất cả biến hóa này đều là do tao bao biến dị kia mang đến nghĩ tới đây nội tâm hắn khẽ động lấy điện thoại di động ra mở tao bao giao diện quen thuộc nhảy qua cố trần hiểu ý cười một tiếng nội dung bên trên đã thay đổi hoạt động một đồng miểu sát ngày hôm qua đã kết thúc hôm nay là đoàn mua giá đặc biệt 9 đồng chính. Hôm nay giá đặc biệt ưu đãi, toàn trường 9 đồng chính. than thần nhất phẩm, một căn biệt thự kiểu kép. 5 triệu thẻ mua sắm thông dụng toàn cầu, một chai mau đại hán đế, giá trị 30 triệu. Rồi royce ngân mỹ nhất đài. Quả nhiên lại là một nhóm hàng hóa mới, sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, nội tâm cố trần đã không hề gần sống. Sau đó cũng không chần chừ nữa, trực tiếp nhấn nút phía trên. Nhất thời giao diện di động lại rơi vào trạng thái chết máy. Vài giây sau, đinh. Chỉ thấy di động truyền đến một trận chấn động. Cố trần mở ra nhìn. Chúc mừng người sử dụng đã chọn được một căn biệt thự cao cấp nhất phẩm của than thần. Chúc mừng người dùng đã chọn được 5 triệu thẻ mua sắm phổ thông toàn cầu. Chương 5 Một bệnh đầu mùa ánh sáng năm 010000 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Liên tiếp hai đạo âm thanh nhắc nhở vang lên, để cho cố trần hít lạnh một hơi. Âu Hoàng Hàng Lâm A. Nhất thời một mình hắn đứng ở ven đường nhìn điện thoại di động nở nụ cười. than thần nhất phẩm bốn chữ này, đây chính là như sấm bên tai, đều nghe vô số lần, biệt thự trong biệt thự, tương truyền rẻ nhất một bộ đều đạt tới hơn một ngàn vạn. Mà căn biệt thự kiểu kép tầng cao nhất này của hắn khẳng định so với căn phòng bình thường đắt hơn rất nhiều. Tòa nhà nổi tiếng nhất thành phố Hoa Hải, than thần nhất phẩm. Nằm bên cạnh đại lộ Tân Giang, chiếm diện tích hơn 2 vạn mét vuông, tổng diện tích kiến trúc hơn 11 giờ 5 vạn mét vuông, do bốn ngôi nhà Tân Giang xa hoa cùng 11 câu lạc bộ cao cấp tạo thành. Tầng cao nhất hơn 40 tầng, Cố Trần không biết chính là, hắn chọn trúng bộ này, còn lại là xa hoa nhất, đắt nhất, tục xưng lâu vương. Sau so ra, một thương phẩm khác có vẻ tương đối bình thường bất quá đối với tuyệt đại đa số người vẫn là con số không dám nghĩ tới sau đó cố trần thì là nhìn trước ngực của mình chờ giấy chứng nhận bất động sản xuất hiện bởi vì ngày hôm qua chính là đột nhiên xuất hiện ở trước ngực của mình hắn vẫn tò mò là như thế nào đi ra hiện tại có cơ hội tự nhiên không muốn buông tha mấy phút đồng hồ trôi qua ánh mắt cố trần đều nhanh trận cây vẫn không có xuất hiện chẳng lẽ bởi vì ta vẫn nhìn cho nên mới không xuất hiện. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, xoa xoa cái cổ cứng nhắc, thầm mắng mình quá ngốc. Hắn cố ý không nhìn trước ngực mình, chờ đợi mấy giây, nhưng trong ngực vẫn không có bất cứ thứ gì, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại thời điểm hắn hoài nghi, di động đột nhiên chấn động một chút, đem ánh mắt của hắn hấp dẫn đi qua. Giấy tờ bất động sản và thẻ mua sắm đã có trong ba lô của người dùng này, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận nhắc nhở, mật khẩu thẻ mua sắm là 6 chữ số sau số thẻ và sẽ biến mất sau ngày hôm nay, vui lòng sử dụng càng sớm càng tốt. Cố Trần vừa nhìn trợn tròn mắt, hắn vội vàng lấy ba lô sau lưng xuống. Mở ra nhìn, quả nhiên, sổ đỏ bất động sản và một tấm thẻ mua sắm. Lấy giấy chứng nhận bất động sản ra nhìn, cột chủ hộ kia rõ ràng là đại danh của mình. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát, nội tâm hơi kích động, dấu hiệu đàn ông thành công, có nhà có xe hiện tại anh đã có nhà vẫn là biệt thự về phần xe anh tin tưởng sẽ không lâu lắm hả đi dùng hết thẻ mua sắm trước đi dù sao chỉ có hôm nay mới có hiệu lực là một người đàn ông tốt cần kiệm quản gia nhất định phải học được tính toán tỉ mỉ chín năm giáo dục bắt buộc bảo anh đừng lãng phí một xu nào sau đó cố trần tiện tay chặn một chiếc taxi sư phụ trung tâm mua sắm quảng nguyên sau khi nói địa điểm cố trần liền lâm vào trầm tư. Làm người bình thường một ngày muốn tiêu phí 500 vạn khẳng định là phi thường khó khăn, bất quá, ta là người bình thường sao? Sau khi suy nghĩ một lát, thần thái cố trần sáng láng. Dù sao đã từng hắn nói như thế nào cũng là một vị phú nhị đại, luận tiêu tiền, hắn là nhất lưu. Hắn đã nghĩ ra cách tiêu. Cái gọi là người dựa vào y phục Phật dựa vào kim trang. Quần áo là lựa chọn đầu tiên của hắn, như cái gì mà bố lai áo ni, amani, kiệt ni á, phỉ lập cách mộ, con nơ, phạm tư triết các loại nhãn hiệu xa xỉ của nam sĩ, hắn vẫn biết một ít. Làm phú nhị đại nội tình, lúc này liền có vẻ rất trọng yếu. Bất quá chỉ bằng những bộ quần áo này, muốn tiêu hết 500 vạn khẳng định cũng có chút không thực tế. Như vậy kế tiếp, chính là thứ đại biểu cho nam nhân. Đồng hồ và ví tiền, có thể nhìn ra thành công của một người đàn ông, cũng là lãng mạn cả đời của một người đàn ông. Nghĩ đến đồng hồ đeo tay, cố trần sờ sờ cổ tay của mình, nhớ rõ hắn khối thứ nhất đồng hồ, vẫn là hắn 18 tuổi sinh nhật, phụ thân đưa cho hắn. Bách Đạt Phỉ Lệ là thương hiệu nổi tiếng nhất trong ngành đồng hồ đeo tay, quảng cáo của nó khiến vô số người phỉ nhổ. Không ai có thể thực sự sở hữu nó, ngươi chẳng qua là giúp đời sau bảo quản nó. Kiêu ngạo, bá đạo. Lúc đó anh cũng thích câu quảng cáo này chẳng qua lúc đó cha anh tặng cho anh một chiếc đồng hồ nhập môn, sau đó bị anh bán đi. Bất quá lần này, hắn có thể hảo hảo mua một khối sưu tầm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Vừa vặn một màn này tài xế taxi thấy được, tiểu huynh đệ đây là đi hẹn hò với bạn gái sao? Tài xế sư phụ nhìn không được mở miệng, từ khi cố trần lên xe sau hắn liền muốn nói chuyện với nhau, thế nhưng cố trần một chút cũng không cho hắn cơ hội, lúc này hắn rốt cục tìm được cơ hội nghĩ đến hẳn là vậy, vì tiểu huynh đệ này bộ dạng cùng minh tinh bình thường, nhất định là đi gặp bạn gái. Không đợi cố trần trả lời hắn lại là một câu khen tới. Ách, cảm ơn, bất quá, ta không có bạn gái. Cố trần cười giải thích một câu. Không có việc gì không có việc gì, bằng tiểu huynh đệ tướng mạo, còn sợ không tìm được bạn gái. Bất quá quản nguyên mua sắm thành nơi đó thế nhưng là mua sắm thiên đường, người bình thường có thể đi không nổi, tiểu huynh đệ vừa nhìn chính là tuổi trẻ nhiều tiền, tài mạo song toàn. Thấy mình nói sai tài xế taxi cũng không xấu hổ. À! Nghe đến đó, dù là cố trần cũng không nhịn được ngượng ngùng. Sư phụ quá khen rồi. Sau đó hắn mở điện thoại di động ra, lại hướng mẹ mình trên thẻ chuyển 50 vạn. Hắn cũng không quên trong nhà còn thiếu nợ mấy trăm vạn, nếu không là cái này thẻ mua sắm không thể đổi tiền mặt, hắn đã sớm thanh không nợ nần. Bất quá hắn tin tưởng, không bao lâu nữa chính mình có thể toàn bộ trả hết, có biến dị đào bảo, hắn có cái này tự tin. Chuyển khoản xong chưa được mấy giây, chuông điện thoại di động của anh đã vang lên. Nhìn thấy điện thoại của mẹ, anh không ngoại ý muốn, anh liền biết là kết quả này. Rẽ phải để kết nối. Ta vừa mới thu được 50 vạn chuyển khoản, là ngươi cho ta chuyển sao? Quả nhiên, không đợi hắn lấy đến bên tai, thanh âm đặc biệt của mẫu thân đã truyền tới. Là con đây, mẹ. Thật đúng là ngươi. Tiểu Trần, ngươi làm sao có nhiều tiền như vậy? Nghe được Cố Trần đồng ý, đầu dây bên kia nhất thời lúng cuốn. Ta nói cho ngươi biết a, à, Tiểu Trần, ngươi cũng không nên làm chuyện ngu ngốc gì. Cố Trần nghe vậy vội vàng khuyên nhủ. Mẹ, mẹ nghe con nói trước. Quả nhiên đầu dây bên kia liền an tĩnh lại. Ta tại một nhà xí nghiệp làm quản lý cấp cao thường xuyên tiếp xúc đến rất nhiều tin tức, cho nên ta nhàn hạ thời gian tự lợi dụng những tin tức này đi đầu cơ cổ phiếu, lúc này mới kiếm được nhiều tiền như vậy, đồng thời ta còn mở nhà công ty, cho nên, ngươi cùng cha không cần lo lắng, ta đều là quan minh chính đại kiếm tiền. Cố trần đem lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị tốt nói thẳng ra. Tôi biết con trai tôi là tuyệt vời nhất. Nghe xong lời nói của cố trần, mẹ cố không có chút hoài nghi nào, dù sao cố trần từ nhỏ đã làm cho người ta rất yên tâm cố trần nghe vậy thì nở nụ cười trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm hắn còn mơ hồ nghe thấy mẫu thân ở đầu kia nói ra phụ thân đồng thời đối với tao bao biến dị kia càng thêm cảm kích tốt lắm chính ngươi cũng phải chú ý thân thể nhiều năm nay lễ mừng năm mới liền trở về đi ân ừ. tết năm nay ta nhất định sẽ trở về tết năm ngoái anh vì kiếm nhiều một chút mà không về nhà được, được, được. Cuối cùng mẹ cố nói thêm vài câu mới cúp điện thoại. Ai nha, ta đã nói, tiểu huynh đệ khẳng định không tầm thường, so với tiểu tử thúi nhà ta tốt hơn nhiều, hắn cả ngày chỉ biết chơi game. Tài xế taxi thấy cố trận cúp điện thoại, nhất thời một trận khích lệ đập vào mặt. Mỗi người đều có lĩnh vực của mình, chơi game cũng là một con đường ra, hiện tại phương diện trò chơi càng ngày càng phát triển, không thể nói con trai ngươi về sau chính là một tuyển thủ chuyên nghiệp dù sao kiệu hoa người người khiêng hắn cũng nói với ta như vậy ta còn tưởng rằng hắn giảo biện nếu vị tiên sinh này cũng nói như vậy về sau ta sẽ không nói hắn nữa sư phụ nghe vậy vẻ mặt đồng ý nói ạ à, cố trần thì là sửng sốt lập tức không biết nên nói cái gì cho phải âm thầm oán thầm ta cứ như vậy vừa nói ngài liền cho là thật bất quá có lúc nên quản hay là muốn quản không biết lệnh lan bao nhiêu tuổi vì không muốn ngộ nhân đệ tử cố trần vẫn là chen vào một câu thật sự là người so với người tức chết người ta thằng nhãi kia đều tốt nghiệp đại học mỗi ngày ở nhà chơi game nói cái gì muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp sư phụ à làm tuyển thủ chuyên nghiệp có yêu cầu về tuổi tác bình thường càng nhỏ càng tốt tuổi càng lớn thì càng ít cố trần nghe vậy vẫn khuyên một câu không được đã như vậy vậy hắn còn muốn làm cái kia không thực tế mộng trở về lão tử liền đem hắn cái kia máy tính tịch thu sư phụ mở to hai mắt nhất thời tức giận nói nhìn bộ dáng sư phụ hắn không khỏi thay vị huynh đệ chưa từng gặp mặt kia yên lặng thương tiếc hai giây thời gian trôi qua giữa cố trần và tài xế taxi nửa giờ sau xe vững vàng dừng ở ven đường lúc trả tiền còn xảy ra chút ngoài ý muốn đó chính là tài xế taxi nói cố trần rất nóng nảy với hắn còn giúp hắn xử lý chuyện của con trai hắn. Kiên quyết không thu tiền của Cố Trần. Cố Trần làm sao chịu đồng ý, liên tục cường ngạnh kiên trì nhất định phải cho, tài xế taxi cuối cùng vẫn là thu, bất quá kiên trì muốn giảm giá 80%. Cố Trần cự tuyệt không được, liền dở khóc dở cười tiếp nhận ý tốt của sư phụ. Khu mua sắm Quảng Nguyên, một trong 10 trung tâm mua sắm lớn của thành phố Hoa Hải nơi đây tập hợp các cửa hàng hàng đầu của các thương hiệu xa xỉ từ khắp nơi trên thế giới chân chính tất đất tất vàng cũng là phú nhị đại cùng võng hồng quẹt thẻ đồng thời cũng là khu thương mại lớn tập trung ăn uống vui vẻ cố trần ở xung quanh tùy tiện ăn chút gì đó đối với đồ ăn hắn từ trước đến nay không chọn bất quá duy chỉ thích ăn cây chân chính không cây không vui giải quyết đơn giản bữa trưa xong hắn đi thẳng đến trung tâm thương mại dù sao thời gian có hạn, hắn cũng không muốn lãng phí. Nơi này không hổ là thiên đường mua sắm, nhân khí thập phần tràn đầy, tuấn nam mỹ nữ tùy ý có thể thấy được, nổi tiếng trên mạng lại càng nhiều. Cố trần cảm khái một phen sau đó trực tiếp đi tới khu quần áo. Nơi này người liền ít, dù sao người bình thường có thể tiêu phí không nổi. Liếc mắt nhìn lại, các cửa hàng kỳ hạm la tước có thể thấy được, top 5 top 3 nhân viên bán hàng tựa vào cạnh cửa trò chuyện, sau khi nhìn thấy cố trần hai mắt tỏa sáng lập tức liền mất đi hứng thú làm này một nghề nhân viên phục vụ nhãn lực là đệ nhất trọng yếu các loại xa xỉ phẩm các nàng đã sớm khắc ghi trong lòng nhìn thấy cố trần một thân hàng vỉa hè trong nháy mắt liền mất đi hứng thú tuy rằng cố trần bộ dạng rất đẹp mắt bất quá các nàng ngày thường thấy nhiều có thể ở chỗ này làm việc tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì chứng mắt người sự tình hàng xa xỉ không chỉ bán thương hiệu mà còn bán dịch vụ. Nhưng là các nàng cũng không có đi lên chào hỏi Cố Trần. Cố Trần cũng không thèm để ý, một mình đi dạo. Chương 6 Amani Nam Sĩ Phục Sức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiểu Nhã Đi đâu vậy? Chị Lý, không phải có khách tới sao? Em đi tiếp đãi. Tiểu Nhã, ngươi mới vừa tới, nhãn lực còn không được, người nọ vừa nhìn liền không phải có thể mua nổi, hắn toàn thân hàng vỉa hè, vừa nhìn chính là vì trang bức tới, ngươi nhìn xem có những người khác đi tìm hắn sao. Trước cửa tiệm Amani, một đôi nhân viên bán hàng trẻ tuổi dáng người không tệ đang đứng. Trong đó tương đối xinh đẹp gọi tiểu nhã nghe nói như thế, nhất thời lắc đầu. Vậy không phải là được rồi sao, ta có kinh nghiệm hơn ngươi, chuyện phí sức không lấy lòng thì ít làm một chút. Lý tỷ một bộ lời thấm thía nói nhưng mà lúc huấn luyện không phải nói không thể kỳ thị bất cứ vị khách nào sao tiểu nhã nghe vậy một trận chần chờ chúng ta lại không có kỳ thị hắn nếu như tiến vào chúng ta tự nhiên là nhiệt tình tiếp đãi nhưng là hiện tại hắn lại không tiến vào không tính kỳ thị lý tỷ kinh nghiệm phong phú tất nhiên là hiểu được tiểu nhã lo lắng cười giải thích nhưng một tháng qua ta còn chưa có thành giao một đơn hàng cho nên ta muốn thử một lần tiểu nhã nghe xong vẫn lắc đầu sau đó liền bước chân dài đi về phía người tới ai tiểu nhã quên đi lát nữa em trở về sẽ biết chị lý nhìn tiểu nhã khuyên không nổi cũng không nói gì nữa trong mắt chị tiểu nhã đương nhiên là vẻ mặt quể oải trở về vị tiên sinh này xin chào xin hỏi ngài có gì cần phục vụ không tiểu nhã nhanh chóng đi tới bên cạnh cố trần vẻ mặt tươi cười hỏi ân ừ cố trần thì là không nghĩ tới dĩ nhiên có người sẽ phản ứng chính mình, nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ nhân viên bán hàng một trận gật đầu. Quả nhiên, làm nhân viên bán hàng xa xỉ phẩm, nhàn sắc nhất định là có thể đánh được. Bên này có khu dành cho đàn ông không? Có, chúng ta bên này là Amani kỳ hàm cửa hàng, chuyên vị nam sĩ phục vụ. Hai mắt tiểu nhã sáng ngời, nàng vốn cũng không ôm hy vọng, nhưng nghe cố trần nói trong lòng nhất thời giấy lên một tia hy vọng tốt lắm. Đi xem đi. Armani là thương hiệu xa xỉ nổi tiếng toàn cầu của Ý, nổi tiếng nhất với quần áo nam, nó có gần 10 bộ sưu tập, trong đó Armani Pride là thương hiệu nổi tiếng nhất. Chị Lý ở cửa nhìn tiểu nhã vẻ mặt mỉm cười hướng cố trần nói cái gì đó, hướng cửa hàng nhà mình đi tới, nhất thời trận mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Không, nhất định là người nọ thấy tiểu nhã rất xinh đẹp, cho nên cố gắng chống đỡ đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, trái tim ghen tị của nàng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, một lần nữa lộ ra nụ cười. Chào mừng đến Amani. Mặc kệ nội tâm nàng khinh thị cố trần thế nào, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy chút bất mãn nào. Chị Lý, em đi vào phục vụ vị tiên sinh này trước đây. Tiểu nhã cao hứng nhìn Lý Tỷ nói. Sau đó liền mang theo cố trần đi vào bên trong. Vị tiên sinh này, mời bên này được. Cố Trần gật đầu bình tĩnh đi vào, không có một tia lúng cuốn. Trong cửa hàng tráng lệ, bày đầy các loại xa xỉ phẩm, các loại đèn trang trí trên đỉnh đầu khiến bên trong phi thường sáng ngời, trên mặt tường kết cấu bằng gỗ, treo đầy các loại thời trang thời thượng. Không biết tiên sinh muốn xem cái gì? Tiểu nhã tươi cười, nhiệt tình hỏi. Đem các ngươi năm nay kiểu mới nhất đều lấy ra đi. Cố Trần thản nhiên nói kính xin cô đến khu nghỉ ngơi chờ một chút. Tiểu Nhã nghe được lời của Cố Trần thật cao hứng, nói không chừng hôm nay có thể đột phá kỷ lục tiêu thụ tháng này là không. Ân. Cố Trần trực tiếp đi tới khu nghỉ ngơi, làm một nhà cao cấp thương hiệu tự nhiên là có chính mình khu nghỉ ngơi, khách nhân có thể ở bên trong uống một chén thoải mái trà chiêu. Mà Lý Tỷ ở cửa một mực quan sát Cố Trần, trong mắt nàng, Cố Trần vẫn luôn làm bộ làm tịch, cho nên nàng dị thường chờ mong chờ đợi lúc phải trả tiền biểu tình khó xử của cố trần không đợi bao lâu tiểu nhã liền mang theo mấy bộ đồ mới nhất mùa hè chậm rãi đi tới vì thế cố trần liền đem mấy món đều mang vào phòng thử đồ thử từng món một thương hiệu armani này là thương hiệu chính của nam giới trong các mặt hàng xa xỉ về mặt thẩm mỹ thì không thể chê thử vài món cố trần đều rất hài lòng mấy bộ này đều gói lại cho ta được rồi tiểu nhã nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười không che giấu được lần này cô không chỉ thoát khỏi kỷ lục bán lẻ trích phần trăm tháng này lại càng có gần ngàn tệ đúng rồi cho ta thêm mấy bộ ở nhà đi lập tức cố trần lại hướng tiểu nhã phân phó được rồi tiểu nhã nghe vậy lập tức xoay người sau đó cố trần càng là đi dạo lên toàn bộ cửa hàng chỉ cần là để mắt hắn hết thảy bắt lấy một chút cũng không quan tâm giá cả chẳng qua lúc này trên mặt tiểu nhã lại không có nụ cười nhìn cố trần thỉnh thoảng gọi người lấy xuống đóng gói nàng càng là muốn nói lại thôi đúng cái kia cũng gói lại cho ta cố trần lúc này cũng là đi dạo nổi lên hăng hái chỉ cần là thoạt nhìn không tệ hết thảy gọi người đóng gói xuân hạ thu đông đều có các loại dây lưng ví tiền giày da càng phối hợp với bốn mùa tiên sinh lúc này tiểu nhã rốt cục nhìn không được gọi cố trần cao hứng bừng bừng lại. Lúc này cô nhìn hộp đóng gói chồng chất như núi trước quầy lễ tân, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp sợ tới mức trắng như tuyết. Lúc này đáy lòng nàng không khỏi dị thường hối hận, không có nghe lý tỷ nói. Nàng cho dù chậm chạp cũng nhìn ra cố trần tuyệt đối là tới quấy rối. Tuy rằng đến lúc đó không ai tìm hắn gây phiền toái, nhưng mình nhất định sẽ bị phê bình. Cố trần gây ra động tĩnh cực lớn đã sớm làm cho toàn bộ cửa hàng chú ý, Lý Tỷ cũng là trận mắt khá hốc mồm, nàng thật không ngờ Cố Trần lại điên cuồng như thế. Có chuyện gì vậy? Nhìn gương mặt đẹp trai của Cố Trần, cô hận không thể ném túi đóng gói trong tay lên anh còn hỏi tôi làm sao vậy. Ngươi? Cố Trần nhìn biểu tình do dự của tiểu nhã, nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người trong tiệm đều đánh giá mình, hắn trong nháy mắt hiểu được. Ngươi cho rằng ta là tới quấy rối? Cố Trần nở nụ cười. Không phải? tiểu nhã lập tức phản bác. Lập tức phản ứng lại, lại trầm mặt không nói. Được rồi. Đi thanh toán cho ta đi. Cố trần cười nói với tiểu nhã. Anh đối với nhân viên bán hàng này vẫn có chút hảo cảm, ít nhất ngoài mặt không có gì không nhìn nổi mình. Được. Được. Tiểu nhã nghe vậy thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm vội vàng chạy về phía quầy lễ tân. Cố trần lúc này cũng dừng mua sắm bước chân, hắn nhìn nhìn núi nhỏ giống nhau đóng gói hộp, cảm giác đủ rồi. Lập tức hướng quầy thu ngân đi đến. Chỉ có điều tiểu nhã dường như ngay dại. Thế nào? Bao nhiêu tiền? Cố trần trực tiếp hỏi. Vị tiên sinh này, xin chào, tôi là quản lý cửa hàng này. Tiểu nhã không kịp phản ứng, bất quá bên cạnh nàng một vị trung niên tinh xảo nữ tử mỉm cười mở miệng. Xin chào. Cố trần khẽ gật đầu không biết tiên sinh có thể hội viên của cửa hàng không không có cố trần biết ý của nàng trực tiếp lắc đầu nói vậy thật sự xin lỗi tiên sinh lần này mua sắm không có quà tặng quản lý nghe vậy trên mặt cũng không có biểu hiện gì mà là một bộ vì cố trần đáng tiếc bộ dáng là ngành công nghiệp xa xỉ phẩm chưa bao giờ giảm giá không có việc gì các ngươi nơi này hẳn là cung cấp đưa hàng về đến nhà phục vụ đi Cố Trần lạnh nhạt nói Tự nhiên Quản lý cửa hàng tán thưởng mắt nhìn Cố Trần Trước đó đã có người hướng nàng báo cáo Trong cửa hàng có người quấy rối Nàng nhanh chóng chạy tới Bất quá nhìn thấy Cố Trần như vậy Đấy lòng kia một tia khinh thị liền biến mất không thấy Phần lạnh nhạt này Cũng không phải người bình thường có thể có được Được rồi Tổng cộng bao nhiêu Quẹt thẻ đi Nghe hắn nói như thế Ngoài trừ quản lý không có bất kỳ biểu tình nào những người còn lại bao gồm tiểu nhã đều lộ ra bộ dáng không thể tin. Điều này so với suy nghĩ của các nàng kém khá xa. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Quản lý thấy nhân viên thu ngân còn đang ngẩn người, nhất thời quát lớn một câu. Thật ngại quá. Nhân viên thu ngân nhanh chóng phản ứng lại. Vị tiên sinh này, ngài tổng cộng tiêu hết 108 vạn 8.500 đồng. Quét thẻ nào biết cố trần nghe vậy không chỉ không cảm thấy kinh ngạc mà còn hơi thất vọng xóa số lẻ đi một trăm lẻ tám vạn quản lý đột nhiên lên tiếng nhân viên thu ngân tiếp nhận thẻ trong tay cố trần trả lời hiểu tích nhất thời biểu hiện thanh toán thành công thưa ngài thẻ của ngài nhân viên thu ngân lúc này dị thường cung kính trả lời cảm ơn giúp ta đưa những thứ này đến thang thần nhất phẩm đi cố trần tiếp nhận nói cảm ơn. T. Lần này hoàn toàn không có ai hoài nghi cố trần. Ngay cả ánh mắt quản lý cũng lóe sáng. Mà trong tiệm đông đảo nữ tính đều là đối với cố trần hai mắt tỏa sáng, một bộ hoang dạ sói đói thấy cừu non bình thường. Bất quá các nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Lấy cố trần điều kiện, các nàng căn bản không có hy vọng, tuổi trẻ nhiều tiền, tướng mạo hơn người, không phải các nàng có thể chỉ bất quá các nàng giống như nhớ tới cái gì nhào nhào quay đầu nhìn tiểu nhã hâm mộ ghen tị bởi vì là nàng tuệ nhãn thức châu không có khinh thường cố trần cho nên lần này nàng trực tiếp nhảy lên trở thành tháng này tiêu quan trích phần trăm đều có mấy vạn nguyên tiểu nhã lúc này cũng kịp phản ứng sắc mặt đỏ bừng hiển nhiên là kích động đúng rồi hai giờ sau phái đi sau đó cố trần lại nói một câu hắn còn không có đi xem phòng đến lúc đó gác cổng nói không có hắn người này ta liền xấu hổ. từ ngài yên tâm. quản lý cung kính đáp lại. cô tưởng cố trần còn hơn hai tiếng nữa mới về nhà. hoan nghênh lần sau quan lâm. sau đó quản lý mang theo mọi người ở cửa đồng loạt hô. cảnh tượng kia cố trần thật sự là phiêu phiêu dục nhiên, trong nháy mắt cố trần trở thành tiêu điểm của toàn trường. Những cửa hàng khác bên trong nhân viên bán hàng tự nhiên cũng là biết cố trần khẳng định tiêu phí không ít, từng cái đều đối Amani thập phần hâm mộ. Kế tiếp phải đi xem đồng hồ, hắn nhớ rõ cửa hàng độc quyền đại lục của Pétek phỉ lệ ở chỗ này, chỉ bất quá không ở tầng này. Hắn đi thẳng lên tầng cao nhất theo chỉ dẫn. Chương 7 Tiêu tiền như nước chú ý bụi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thẻ mua sắm còn thừa gần 4 triệu, không thể lãng phí. Đối với đồng hồ đeo tay, anh vốn rất thích, hiện tại vừa vặn cùng nhau mua. Cái gọi là nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ cũng không phải là nói chơi. Vừa tới tầng cao nhất, đập vào mắt chính là cửa hàng độc quyền Tết Tết Philip. Cố Trần trực tiếp đi vào, vừa tới cửa nhân viên phục vụ tiểu mùi liền nghênh đón. Chào ông, chào mừng đến với Tết Tết Philip, tôi có thể giúp gì cho ông không? Nụ cười vừa đúng khiến tâm thần người ta vui vẻ. Cố Trần cũng không ngoại lệ, vừa mới mua sắm mang đến mệt nhọc lập tức tiêu đi vài phần cũng đi theo cười nói nhìn một chút đồng hồ được tiên sinh bên này mời em gái phục vụ nghe vậy nụ cười càng thêm sáng lạng không biết tiên sinh trước kia có mua qua ghi chép hay không có xin vui lòng cho tôi biết tên của bạn tôi có thể tìm hiểu ở đây vốn nhân viên phục vụ tiểu mùi chỉ là thuận miệng hỏi không nghĩ tới cố trần thật đúng là có nàng càng thêm tinh thần Thế Tết Philip không giống với các thương hiệu khác ở đây có một số đồng hồ có nhiều hạn chế và không có tiền là có thể mua được Là đại biểu của giới đồng hồ nó lại càng khó cầu khi mấy người cùng mua một chiếc đồng hồ làm hội viên của chúng tự nhiên là có quyền ưu tiên mua Những thứ này cố Trần cũng biết liền cười nói Cố Trần Được Mời ngài qua bên này ngài có thể xem trước một chút chị gái phục vụ ngọt ngào nói. Được. Cố Trần đang có ý này, liền vui vẻ đồng ý. Sau đó Cố Trần liền một mình đi tới khu triển lãm, nhìn từng khối tạo hình tinh xảo, chói mắt sáng lạng đồng hồ đeo tay, thưởng thức một hồi lâu, hắn mới nhớ tới dự toán của mình chỉ có gần 4 triệu, liền đem ánh mắt đặt ở khu vực dưới 4 triệu. 4 triệu nghe có vẻ rất nhiều, nhưng kỳ thật, trước mặt những cái tên này, thật đúng là không đáng nhắc tới sau đó hắn liền tinh tế thưởng thức trong đó nhìn thấy một khối phi thường phù hợp thẩm mỹ quan của hắn đúng lúc này em gái nhân viên phục vụ cũng đi qua cố tiên sinh ngài thân là hội viên sơ cấp của cửa hàng tôi xin hỏi có trợ giúp gì không cung kính nói với cố trần tuy rằng chỉ là sơ cấp hội viên nhưng cũng không phải người bình thường có thể có được không có hàng chục triệu tài sản nào không đáp ứng được yêu cầu của các thành viên tết tết philip junior Giúp tôi lấy cái đồng hồ này ra xem một chút. Được rồi. Nhân viên phục vụ đem đồng hồ lấy ra sau đó liền đưa cho Cố Trần, liền hết sức chuyên nghiệp bắt đầu giới thiệu. Cái này siêu cấp phức tạp chức năng thời cơ hệ liệt, loại là Can 240 LUCLC, phong trào đường kính là 38 mm, độ dày là 6.81 mm, bảo thạch số 45 cái. Được rồi, vậy nó đi, các ngươi bên này hẳn là có hàng tồn đi. Có. Em gái phục vụ nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa thấy qua khách hàng hào sản như thế, lập tức phản ứng lại, phi thường cao hứng hồi đáp. Dù sau đây cũng là khách hàng của cô, chỉ cần thành giao, như vậy trích phần trăm của cô có hơn 10 vạn. Đúng rồi, còn có cái kia, cũng gói lại cho tôi đi. Cố Trần đi tới một đài triển lãm khác mở miệng nói. Oanh! Nhất thời nàng bị một cổ nồng đậm tiền tài vị cho đập trúng, cả người tại cấp cố trần đóng gói thời điểm đều là choáng váng đầu. Lúc này cố trần trực tiếp đem cái kia đeo ở trên cổ tay. Nhất thời cổ xúc cả máy móc kia, bề ngoài tinh xảo khiến cố trần hết sức hài lòng quả nhiên, tiền nào của nấy. Hắn lúc trước liền nhìn cái này đồng hồ giá cả, hơn 280 vạn, tại dĩ vãng hắn là không nghĩ tới. Sau đó hắn trực tiếp đi tới quầy lễ tân, nhìn em gái nhân viên phục vụ đã sớm chờ, khẽ mỉm cười. Quét thẻ đi tiếp theo liền đưa thẻ mua sắm qua. Tiếp tân nhận xong, cắm vào máy quẹt thẻ. Cố tiên sinh, xin anh nhập mật mã. Chị gái ở quầy lễ tân nhắc nhở. Cố trần không chút do dự, trực tiếp nhập mật mã của mình. Tích. Theo tiếng máy quẹt thẻ, trực tiếp đánh ra một tờ hóa đơn. Em gái phục vụ tiếp đại cố trần lúc trước trong nháy mắt mừng như điên. Tháng này thành tích vượt mức hoàn thành, trích phần trăm cũng có gần 20 vạn, túi sách mình đỏ mắt đã lâu cũng có tiền mua cố tiên sinh xin cất kỹ vẫn là lễ tân kịp phản ứng đem thẻ cùng một cái đồng hồ khác đưa cho cố trần đồng thời nàng cũng dị thường hâm mộ nhân viên phục vụ tiểu mùi cảm ơn sau đó cố trần gật đầu đúng rồi tiên sinh chúng ta bên này sẽ đưa ngài hai loại cùng hệ liệt dây đeo đồng hồ lúc này nhân viên phục vụ tiểu mùi cũng kịp phản ứng hưng phấn nói cố trần gật gật đầu nhận lấy mấy thứ này sau đó trực tiếp xoay người rời đi để lại ánh mắt nhiệt tình của hai cô gái phục vụ vị tiên sinh này thật đẹp trai còn đẹp hơn cả ngôi sao nữa còn có tiền tiểu cô nương xuân tâm nhộn nhạo rồi chứ ngươi cũng không phải hai người trêu ghẹo lẫn nhau chỉ bất quá các nàng biết rõ hôm nay qua đi chỉ sợ cũng không có cơ hội gặp lại cố trần nền tảng hổ ngư là nền tảng phát sóng trực tiếp lớn nhất toàn mạng, lưu lượng nhân khí đều là hạng nhất. câu nhỏ nước chảy, một người dẫn chương trình trung tận trên đài hổ ngư. Ngồi ông gần 20 vạn fan, lớn lên chỉ có thể nói là hơi có tư sắc, ở trong giới võng phối nhan sắc này hẳn là thế nào cũng sẽ không nổi tiếng. Sự thật cũng chính là như vậy, nàng phát sóng trực tiếp hơn một năm, vẫn luôn là nửa chết nửa sống, thẳng đến ba tháng trước nàng tại ngẫu nhiên dưới tiếp xúc trên mạng khởi xướng nữ quyền tư tưởng, người cùng chung chí hướng, các nàng đều là đứng ở nữ quyền góc độ, đứng ở đại nghĩa thượng, công kích nam giới nữ quyền vận động giả. Lúc ấy cô nhìn thấy những ngôn luận này, trong nháy mắt cảm giác tìm được tổ chức. Sau đó liền lợi dụng cờ hiệu này, chủ trương tự do độc thân của phụ nữ. Trong xã hội nào mà đàn ông không có một thứ tốt? Xã hội này nên được thống trị bởi phụ nữ và những thứ tương tự thu hút một làn sóng lớn phụ nữ mạng bị đầu độc bởi ý tưởng này. Khi cô dần dần có chút danh tiếng trên mạng, cô cũng càng thêm ra sức. Đối với nam giới công kích càng thêm tận hết sức lực, cho nên mỗi lần cô phát sóng trực tiếp phan nữ chiếm hơn phân nửa. Kết quả này mang đến cho cô chỗ tốt chính là, có rất nhiều sản phẩm nữ nhau nhau gửi thư riêng tìm cô làm người phát ngôn bán hàng. Từ đó nàng có thể thu phần trăm, giúp nàng kiếm đủ tiền tài. Lần trước cô đại diện cho một nhãn hiệu đồ lót nào đó, trải qua cô thổi phòng trắng trợn, lượng tiêu thụ thẳng tắp tăng lên, khiến cô kiếm được một đợt lớn. Mấy ngày trước lại có một thương hiệu nào đó tìm cô làm người phát ngôn, ngay tại trung tâm thương mại Quảng Nguyên, hôm nay cô vừa vặn tới đây tuyên truyền một chút. Vì vậy, ngay khi cô ấy đến đây, cô ấy đã bật chương trình phát sóng trực tiếp. Xin chào mọi người, tôi là tiểu kiều Lưu Thủy hiện tại vị trí của tôi chính là nơi đánh thẻ mạng nổi tiếng trong truyền thuyết thiên đường mua sắm xa xỉ phẩm nổi tiếng của thành phố hoa hải trung tâm thương mại quảng nguyên muốn nhìn ra một nam nhân có yêu ngươi hay không để cho hắn mang ngươi tới nơi này thử một lần sẽ biết tiểu kiều lưu thủy nghiêm trang nói với phòng truyền hình trực tiếp kiều tỷ uy vũ ô ô kiều tỷ nói quá đúng vì ngươi tiêu tiền không nhất định yêu ngươi nhưng là luyến tiếc vì ngươi tiêu tiền nhất định không thích ngươi đúng chờ vợ tôi trở về thì bảo anh ta dẫn tôi tới nơi này tốt lắm tốt lắm hiện tại ta liền mang các ngươi phỏng vấn phỏng vấn nơi này người qua đường nhìn xem bọn họ là trả lời như thế nào nhìn từng mảnh màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp nội tâm cô thập phần đắc ý tiết tấu mình đã mang theo hiện tại vừa vặn tìm một người qua đường làm phỏng vấn hoàn thiện một chút thiết lập của mình lấy loại nước hoa mình đại diện làm chủ đề hoàng mỹ cắt vào vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ của thương gia còn có thể hấp dẫn nhân khí bất quá đối tượng phỏng vấn này cũng phải cẩn thận sàng lọc lúc này cố trần đi thang máy đi ra để cho cầu nhỏ nước chảy hai mắt tỏa sáng giá trị nhan sắc này có thể so với ngôi sao làm đối tượng phỏng vấn quả thực là người hoàng mỹ cô đối với phan nhà mình thập phần hiểu rõ chính là một đám điểu ti ảo tưởng không thực tế tuy rằng cả ngày ngoài miệng nói cái gì chủ nghĩa độc thân kỳ thật nội tâm một người so với một người đói khác một nam thần đẹp trai như vậy xuất hiện ở trước mặt các nàng tuyệt đối một người so với một người có thể liếm không chút nghi ngờ tuyệt đối có thể làm cho nhân khí của cô tăng mạnh hơn nữa nàng còn có thể ám chỉ một chút vị kia soái ca dựa theo kịch bản của nàng đi mình lại có thể cắt một đợt rau hẹ Lúc này Tiểu Kiều Lưu Thủy thậm chí có thể nhìn thấy vô số tiền mặt đang vẫy tay với nàng. Các vị huynh đệ tỷ muội tiếp theo, để Tiểu Kiều dẫn mọi người đi phỏng vấn người xem may mắn hôm nay. Lập tức hướng phòng truyền hình nói một câu, liền nhanh chóng nghênh bước đi tới. Chương 8 Nam nhân miệng, gạt người quỷ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Theo người dẫn chương trình di động, camera nhắm ngay cố trần thời điểm, truyền hình trực tiếp trong nháy mắt sôi trào oa wow. tiểu ca ca thật đẹp trai khán giả may mắn mà người dẫn chương trình nói chính là anh trai nhỏ này sao yêu rồi yêu rồi trong vòng 3 phút ta muốn toàn bộ tin tức của vị tiểu ca ca này chủ trì mau giúp ta hỏi một chút tiểu ca ca có hay không bạn gái khen thưởng không thành vấn đề hôm nay chủ trì rốt cục làm một chuyện tốt người dẫn chương trình mau lên đi nếu không sẽ tắt. Màn đạn tràn đầy trong nháy mắt chiếm đầy toàn bộ màn hình, người dẫn chương trình trong nháy mắt mừng rỡ, xem ra lực sát thương của soái ca so với trong tưởng tượng của cô còn lớn hơn. Được rồi, được rồi, các vị đừng nóng vội, chủ trì đi ngay. Lúc cố trần mới vừa đi ra cửa thang máy, lập tức nhìn thấy một vị tiểu tỷ tỷ đi tới trước mặt. Hơn nữa nhìn nàng cầm gậy Tự sướng bộ dáng cố trần liền hiểu được. Đây hẳn là một người dẫn chương trình ngoài trời xin chào tiểu ca ca ta là hổ ngư bình đài một gã tiểu chủ trì có thể hay không phỏng vấn ngươi một chút cố trần nghe vậy không cự tuyệt đối với hắn cũng không phải việc khó gì liền gật gật đầu có thể câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của tiểu kiều lưu thủy bởi vì là đàn ông thông thường sẽ không từ chối yêu cầu của phụ nữ chỉ cần hợp lý đồng tính khiển trách nhau bình thường cự tuyệt phần lớn đều là nữ nhân nhìn lễ vật trên màn đạn bởi vì mình phỏng vấn cố trần mà bay lên cầu nhỏ nước chảy tâm hoa nộ phóng đối với quyết định này của mình cảm thấy anh minh vô cùng tiểu kiều lưu thủy hỏi tiểu ca ca không biết ngươi có bạn gái hay không cố trần không có tiểu kiều lưu thủy đối với truyền hình trực tiếp giang nói mọi người nghe thấy chưa cái này tiểu ca ca không có nga nếu như ai thích có thể nhanh chóng xuống tay nga tiểu ca ca đẹp trai như vậy lại không có bạn gái thiên lý khó dung ta quyết định từ giờ trở đi vì tiểu ca ca này chính là chồng của ta trên lầu đánh rắm là chồng tôi đây là khu thương mại quảng nguyên sao chị tiểu kiều em tới đây trên lầu dừng tay để tôi tới nhìn truyền hình trực tiếp gian điên cuồng các loại liếm bình đáng tiếc này hết thảy cố trần không có nhìn thấy tiểu kiều lưu thủy nói chung, một cô gái muốn một chiếc túi sách, nam sinh có nên mua cho cô ấy không? Vấn đề này, Cố Trần không hề nghĩ ngợi. Cố Trần Nếu như là hai người là tình nhân, mà giá cả lại có thể tiếp nhận, ta nghĩ, đại bộ phận nam sinh cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được đáp án này, Tiểu Kiều lưu thủy hai mắt tỏa sáng, nói tiếp. Nói cách khác, Tiểu Ca Ca cũng đồng ý mua sao? Cô bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ, âm thầm mang theo tiết tấu. Cố Trần thì là không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp gật đầu nói. Ân. Hoa. Wow. Tiểu ca ca này thật sự là quá chu đáo. Làm bạn gái của tiểu ca ca này nhất định sẽ rất hạnh phúc. dáng dấp đẹp trai, tam quan lại chính trực, phấn rồi. Đừng nói nữa, ta sắp tới rồi, vị trí còn không có thay đổi đi. Theo cố trần gật đầu, truyền hình trực tiếp gian thiếu chút nữa liền kẹt, các loại màng đạn bay lên. Hiển nhiên, Đối với quyết định này của Cố Trần, nữ nhân trong phòng truyền hình trực tiếp đều hết sức hài lòng. Đám nữ quyền điểu ti này trực tiếp cất cánh, ngay cả nam thần cũng đồng ý với suy nghĩ của các nàng. Tốt lắm. Tiểu kiều lưu thủy thấy cố trần đã bắt đầu dựa theo kịch bản của nàng đi, khóe miệng dần dần nhếch lên. Tiểu ca ca, vậy ngươi nguyện ý dùng một tháng hoặc là mấy tháng thu nhập, đến vì bạn gái của ngươi mua một cái túi sách sao? Nàng đã có thể dự liệu được, vì tiểu ca ca này khẳng định sẽ nói nguyện ý dù sao đàn ông đều sĩ diện chớ nói chi là trước mặt nhiều phụ nữ như vậy ngoài miệng nói một chút mà thôi ai còn không biết a à, cũng không phải bảo hắn thật mua phỏng vấn không biết bao nhiêu người cô đã sớm nắm chắc tâm lý của những người qua đường này đây chính là kịch bản của cô không đi mà bất lợi từng tầng từng tầng lợi dụng tâm lý này nàng phát sóng trực tiếp rất ít sẽ lật xe cho nên đang chuẩn bị chờ cố trần trả lời thời điểm cũng là vẻ mặt tươi cười không muốn tốt bạn gái của tiểu ca ca thật may mắn cái gì nghe xong cố trần nói chuyện tiểu kiều lưu thủy theo bản năng khen ngợi nói bỗng nhiên ý thức được không đúng nhanh chóng ngậm miệng cô mở to hai mắt cho rằng mình nghe lầm cố trần lặp lại một câu ta không muốn tiểu kiều lưu thủy vẻ mặt giấu chấm hỏi anh lộc cộc sao anh không ra bài theo cách cũ hay là anh lấy nhầm kịch bản rồi lúc trước ngươi rõ ràng không phải nguyện ý sao sao bây giờ lại thay đổi rồi tiểu ca ca lời này của ngươi bảo ta làm sao tiếp còn để cho người ta mang hàng hay không tốt lắm ta chưa bao giờ lật xe hôm nay ngã ở chỗ ngươi trong nháy mắt bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp toàn diện đảo ngược hừ ta nhìn lầm ngươi rồi quả nhiên, miệng nam nhân gạt người. Ngay cả túi sách cũng không nỡ mua cho bạn gái, đáng đời cậu độc thân. Phi Đồ cặn bã Khuôn mặt trắng bệch Vừa mới xuống xe, nghe nói như thế quyết đoán xoay người lên xe. Thuần một sắc chửi rủa bất quá có người bôi nhọ tự nhiên cũng có người khen. Huynh đệ, làm tốt lắm. Ta chỉ có thể nói như vậy. Không sai, đám người này thật sự làm cho các nàng quen rồi. Thì ra là chúng ta trách lầm huynh đệ rồi. Nhìn đến đây, tiểu kiều lưu thủy mí mắt điên cuồng nhảy lên, vì tiểu ca ca này thật sự là làm cho nàng có chút khó có thể ứng phó. Vì tiểu ca ca này, ngươi vừa rồi không phải còn rất đồng ý sao? Sao bây giờ lại không muốn? Cầu nhỏ nước chảy nóng nảy, bắt đầu cứu tràng. Ta đồng ý lúc nào? Cố trần liếc mắt một cái nói. Tiểu Kiều Lưu Thủy 666, Đại Huynh Đệ, quả nhiên là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Trong phòng truyền hình trực tiếp một ít fan đen nghe vậy thì là khí thế đại trướng, điên cuồng phát biểu. Tiểu ca ca Tiểu Kiều Lưu Thủy cảm giác mình muốn phát điên, nàng một lần cảm giác mình hôm nay ra ngoài không nhìn hoàng lịch. Được rồi, lúc trước tôi nói giá cả nằm trong phạm vi chấp nhận, mà lấy một tháng thậm chí mấy tháng tiền lương chỉ để mua một cái túi, tôi đương nhiên không muốn lời vừa nói ra tiểu kiều lưu thủy nội tâm chấn động lời này muốn nàng làm sao tiếp cô hiện tại có thể thực chù y cô hôm nay truyền hình trực tiếp lật xe bất quá như thế nào cũng phải cứu vãn cứu vãn vừa mới mở miệng lúc muốn nói chuyện cố trần lại nói đương nhiên còn có một nguyên nhân tiểu kiều lưu thủy nghe vậy theo bản năng hỏi nguyên nhân gì mới vừa nói xong nàng liền hối hận sợ cố trần lại nói ra cái gì hổ lan chi từ ta muốn nhìn xem dạng nữ nhân gì có thể làm cho ta tốn hơn một ngàn vạn đi mua túi trong lòng anh tính toán một chút dựa vào tòa nhà văn phòng kia tiền thuê một năm gần trăm triệu mỗi tháng ít nhất có mấy triệu tiền thuê mấy tháng vậy khẳng định hơn mười triệu quả nhiên cố trần vừa mở miệng cầu nhỏ nước chảy liền cảm giác hỏng rồi ta trực tiếp nghẹn lời mà lúc này phòng truyền hình trực tiếp nghe thấy thanh âm cố trần càng là mạng đạn bay lên. Nằm rảnh. Truyền hình trực tiếp Giang kinh hiện nguyệt nhập ngàn vạn đại lão. Chị Tiểu Kiều, chị gặp được Phú Nhị Đại rồi. Người anh em này tuyệt đối là đang khoác lác, hắn toàn thân quần áo tất cả đều là hàng vỉa hè, hay là hắn đồng hồ đeo tay, vừa nhìn liền cao phỏng chế, còn mỗi tháng nhập ngàn vạn. 666, anh bạn, tôi bội phục anh nghiêm trang nói hưu nói vượng đàn ông bây giờ đều miệng đầy lời nói dối như vậy sao? Quả nhiên, cuối cùng vẫn là nữ nhân chúng ta một mình thừa nhận. Nhất thời cả phòng truyền hình đều không tin. Khụ khụ, tiểu ca ca, ngươi là nói ngươi mỗi tháng thu nhập hơn 10 triệu sao? Cố trần gật gật đầu. Thiếu không nhiều lắm. Ngàn vạn lần giữ gốc đi. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã có mấy triệu một tháng. Huống chi còn có tao bao biến gì? Hắn xem như nhìn ra, đây là gặp trong truyền thuyết nữ quyền chủ trì. Đã như vậy, hắn không ngại đánh vào mặt, nói như vậy, hắn sẽ không cao điệu như vậy. Ngàn vàng bảo đảm. Người anh em, lời này qua rồi đi. Càng nói càng khoa trương. Nhìn tiểu kiều lưu thủy biểu tình, cố trần cũng biết nàng không tin. Bất quá, hắn cũng lười giải thích. Tiểu kiều lưu thủy lúc này chỉ cảm thấy, cố trần chính là một vị nói dối hết bài này đến bài khác dối trá nam nhân, Thật sự là trắng trợn mù tấm này túi da. Lập tức chăm chọc nói. Vậy không biết tiểu ca ca làm công việc gì? Đưa đồ ăn bên ngoài. Tiểu kiều lưu thủy. Ai, tiểu ca ca sao không thổi nữa? Phốc phốc. Thì ra huynh đệ chính là tiểu ca giao hàng không gì không làm được trong truyền thuyết A. À? Đúng đúng đúng. Người dẫn chương trình nói không chừng người ta nói thật. Đội ngũ thần bí nhất nước ta sao cho cậu nghi ngờ ha ha trên lầu các ngươi là thiểu năng đi nếu vị huynh đệ này nói là thật ta lập tức ăn tường lại tới một vị lừa ăn lừa uống theo phỏng vấn đi sâu vào tiểu kiều lưu thủy cũng không nghĩ tới lúc này nhân khí của cô lại cao như vậy còn có vấn đề gì không lúc này cố trần cũng lười cùng đối phương lý luận chỉ là lãng phí thời gian của mình tiểu kiều lưu thủy nghe vậy cũng không dám tiếp tục hỏi nữa ai biết tiểu ca ca trước mắt lại sẽ nói ra cái gì, đồng thời nàng biết phòng phát sóng trực tiếp của mình nổi tiếng như vậy cũng là bởi vì vị tiểu ca ca này. Lập tức lắc lắc đầu nói. Không có, tiểu ca ca, lần này phỏng vấn liền đến nơi này, cảm ơn ngươi phối hợp. Không có việc gì. Cố Trần mỉm cười nói. Lúc này điện thoại di động của anh bỗng nhiên rung lên, trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra tình cờ là hai tờ giấy trong túi anh cũng rơi ra theo cố trận lại hết lần này tới lần khác không có phát hiện nhấn nút mở màn hình một chút phát hiện chỉ là một quảng cáo anh lập tức tắt màn hình xoay người rời đi da mặt người anh em này cũng được mà thật sự là rất giỏi thổi hiện tại tiểu ca ca đều là như vậy sao ai quả nhiên chỉ có nữ nhân chúng ta mới đáng tin cậy nhất nhìn tin tức trên màn hình tiểu kiều lưu thủy giờ phút này nội tâm là hưng phấn. Mặc dù mang hoặc bị, nhưng lại khiến danh tiếng của nàng tăng lên rất nhiều. Lúc mới bắt đầu cũng nhận được rất nhiều lễ vật, tổng thể mà nói, sống này không thiệt thòi. Mà đúng lúc này, nàng cúi đầu thời điểm, phát hiện lúc trước cố trần đứng vị trí trên rơi xuống một tờ giấy. Con ngươi vừa chuyển. Nói với phòng truyền hình trực tiếp. Đây chính là vừa mới phỏng vấn vị kia tiểu ca ca rơi, để cho chúng ta cùng nhau nhìn xem là cái gì. Lời vừa nói ra, phòng truyền hình quả nhiên bị lời của cô hấp dẫn. Đây hẳn là hóa đơn tiêu dùng đi. Vậy ngươi còn chậm rì rì, mau nhặt lên nhìn xem a. À. Để cho chúng ta nhìn xem vị này tháng nhập ngàn vạn đại lão tiêu phí hàng ngày, để cho chúng ta mở mang kiến thức. Hôm nay học sớt, một tháng nào đó nhập ngàn vạn thần bí phú nhị đại, thương trường tiêu phí không quá trăm. Chủ trì mau mở ra, ta đã nhìn không được muốn biết bên trong là cái gì. Đang thừa nước đục thả câu. Chương 9 Đại lão giảng dị tự nhiên sinh hoạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn truyền hình trực tiếp mạng đạn tất cả đều là yêu cầu mở ra nhìn xem, cầu nhỏ nước chảy cũng không hề chần chờ. Không lưng nhặt tờ giấy lên, thậm chí vì có thể để cho phan nhìn thấy nội dung đầu tiên, sau khi mở ra cô trực tiếp đặt ở trước camera. Khi mọi người nhìn thấy số tiền trên hóa đơn tiêu dùng, toàn bộ phòng truyền hình lập tức yên tĩnh lại. Tiểu Kiều Lưu Thủy nhìn màn hình yên tĩnh, cũng có chút tò mò. Ánh mắt liếc qua, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó phát ra cả nước đều quen thuộc kinh điển. Địch. Sau đó câu này của cô giống như là mở ra một loại cơ quan nào đó. Toàn bộ màn hình đều là thuần một màu. Mẹ nó. Giờ khắc này phòng truyền hình trực tiếp của tiểu kiều lưu thủy nên đón thời khắc đỉnh cao của nàng một chuỗi con số kia làm cho người ta muốn ngừng mà không được đây là mấy số không sau đó người dẫn chương trình lại phát hiện hóa đơn tiêu dùng thứ hai chuyển lên trên lúc này phòng truyền hình lại sôi trào lại là một chuỗi các con số đánh mất mặt rồi vốn cho rằng người ta là tại trang bức không nghĩ tới người ta thật là ngưu bức đại lão đây là đại lão thật hơn 300 vạn A, à, người anh em này mua cái gì? Người không có nhìn phía trên chữ A, Peter Philip. Không sai, người anh em kia trên tay mang theo chính là Peter Philip, ta còn tưởng rằng là hàng nhái cao cấp đâu. Tùy tiện phỏng vấn cá nhân chính là đại lão. Quả nhiên nơi này chính là thiên đường của người giàu. Chua rồi. Tôi đã nói anh em kia không đơn giản, không nghĩ tới là thật. Ta tính toán, hai trương tiêu phí đơn, tổng cộng hơn 500 vạn, nói cách khác, người ta hôm nay liền tiêu phí hơn 500 vạn. Lúc này bình luận trên mạng đạn lập tức đảo ngược. Lúc trước các nàng sở dĩ chăm chọc cố trần, đó là cho rằng người ta đang khoác lác. Nhưng bây giờ phát hiện, người ta vẫn luôn nói thật. Mà người dẫn chương trình cũng giật giật khóe miệng, trong lòng vô cùng hối hận. Trước đó nàng đã sớm chú ý tới đồng hồ trên tay cố trần, chỉ là nàng cho rằng là hàng vỉa hè tha thứ nàng thật sự không biết cái gì tết tét Philip, nàng chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Nàng cảm giác nàng giống như bỏ lỡ một cái gã vào hào môn cơ hội. Biểu tình trên mặt lúc này mới lộ vẻ cao chót vót. Ha ha, mau nhìn người dẫn chương trình, hối hận đến xanh ruột rồi. Vậy biểu tình trên mặt đều có thể làm một cái hoạt hình video. Ha ha ha, chủ trì ngươi bỏ lỡ một cái gã vào hào môn cơ hội. Hơn nữa phương thức liên lạc cũng không muốn thật là chúng ta bối hình mẫu tiểu kiều lưu thủy sau khi nhìn thấy màn đạn càng thêm hối hận tôi vừa rời khỏi trung tâm thương mại bây giờ lập tức chạy tới tôi muốn đi tìm tiểu ca ca đừng nghĩ nữa tôi đã đến trung tâm thương mại rồi chỉ có anh trai đói đẹp trai lại có tiền như vậy mới xứng với tôi đúng 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 tiểu kiều lưu thủy thấy thế nhướng mày làm gì làm gì cho dù là lên cũng phải là ta làm sao tới phiên đám người nhảy nhót các ngươi nàng lúc này cũng là quay đầu bỏ chạy nói đùa cái gì như vậy nhan sắc phú nhị đại làm sao có thể để cho hắn từ trong tay chạy đi đâu hơn nữa nói không chừng người ta vừa mới đẹp mắt với mình thì sao làm một bà nhà giàu có không thoải mái sao còn mang theo hàng gì nữa phát sóng trực tiếp cái gì có thể kiếm được bao nhiêu tiền tạch 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 tiếng giày cao gót gõ sàn nhà vang vọng trong phòng truyền hình trực tiếp mà lúc này đối với tất cả những thứ này cố trần cũng không biết coi như là biết hắn cũng không thèm để ý vừa định tính toán chi phí mua sắm đưa tay sờ một cái hả hóa đơn tiêu dùng của tôi đâu mất rồi sao dù sao cũng không trọng yếu hắn tính toán giống như thẻ mua sắm bên trong cũng không có bao nhiêu tiền mà chính mình giống như cũng không có cái gì cần mua liền quyết định rời đi. Chủ trì tiểu kiều lưu thủy lúc này vừa vặn tìm được cố trần, lại là phát hiện hắn giống như muốn rời đi, cái này sao được đâu. Nhanh chóng đuổi theo. Kết quả vẫn là chậm một bước, chờ nàng đi ra lúc vừa vặn nhìn thấy cố trần lên một chiếc xe taxi, mà phát sóng trực tiếp camera cũng vừa vặn đối với một màn này. 666, mỗi tháng nhập ngàn vạn đại lão vậy mà ngồi xe taxi, đây chính là đại lão giản dị tự nhiên sinh hoạt sao quả nhiên, người có tiền đều phi thường khiêm tốn. A a a a, em vừa tới trung tâm thương mại, anh trai sao lại đi rồi? Mang theo trăm vạn hào biểu, ngày tiêu phí mấy trăm vạn thần hào, lại ngồi mấy chục khối tiền xe taxi, đây là phú nhị đại hằng ngày sau. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quy nhìn, ta nói ta cùng thổ hào cũng chỉ kém một chiếc taxi. Ha ha, trên lầu suy nghĩ nhiều rồi. Lúc này phòng truyền hình trực tiếp cũng nhao nhao phát biểu tán gẫu dù sao ngoại trừ xem kịch ra bọn họ cùng thần hào không liên quan gì. Thậm chí còn có người đem chuyện này phát sinh trên tay mổ âm mổ. Quản nguyên thương thành kinh hiện thần hào, mỗi ngày tiêu phí 500 vạn, lại ngồi xe taxi rời đi. Vừa phát ra liền lên hot search, phát ra tin nhắn gần trăm vạn. Khiến cố trần không cẩn thận nổi giận. Cố trần trở lại phòng thuê của mình. Đây là cố trần cùng mấy đồng nghiệp cùng nhau thuê, bất quá chính mình hiện tại có phòng ở, cũng liền không cần thuê, còn có làm nhân viên bán hàng giống như cũng không cần làm. Dù sao lúc trước chạy bên ngoài chỉ là vì kiếm nhiều một chút, hiện tại không cần mệt mỏi như vậy. Bất quá hình như mình cũng không có gì muốn mang theo. Quần áo mình đã mua rất nhiều, mà đồ dùng trong nhà than thần nhất phẩm dường như không thiếu, chỉ cần xách túi vào ở là được. Cho nên, cố trần chỉ thu thập một chút đồ dùng cá nhân về sau, chỉ có một cái hành lý liền hoàn thành. Nhìn nơi mình sinh hoạt hơn một năm, cố trần phát hiện, hắn vẫn có chút không nở. Bất quá, hắn nhất định không thuộc về nơi này, cho dù không có đào bảo biến dị. Mở danh bạ điện thoại di động ra, lật đến số điện thoại của quản lý giao hàng, trực tiếp bấm số. Vài giây sau, điện thoại kết nối. Alo. Quy trương ca, là ta, cố trần. Nghe thanh âm quen thuộc, Cố Trần cười cười nói. Sao lại gọi điện thoại cho anh, nghe nói hôm nay em xin nghỉ, là có chuyện gì sao? Trương quản lý sửng sốt, lập tức thanh âm phóng khoáng truyền ra. Ân. Ừ. Trương ca, hôm nay em tới từ chức. Cố Trần chần chờ một lát, sau đó liền vui vẻ nói. Khiến Cố Trần không nghĩ tới chính là Trương quản lý nghe vậy, cũng không có nói gì giữ lại các loại lời nói. Xem ra cửa ải khó khăn của ngươi đã qua, ta đã sớm biết ngươi không phải người bình thường sẽ không ở chỗ này bao lâu long đặt bãi cạn cuối cùng vẫn là trồng vừa gặp phong vân sẽ hóa trồng ha ha cố trần a đơn xin từ chức của ngươi ta đồng ý ngươi sẽ không trì hoãn ngươi bất quá ngươi trước khi đi chúng ta tụ một chút tiễn đưa ngươi thế nào trương quản lý đầu tiên là trầm mặt một lát lập tức lớn tiếng nói ngữ khí tràn ngập cảm khái nghe được cố trần một trận cảm động hắn một năm qua đối phương đối với hắn trợ giúp rất nhiều hắn không chút nghĩ ngợi liền đồng ý không thành vấn đề bất quá bữa này ta tới mời hắn cùng mấy vị đồng nghiệp quan hệ cũng rất tốt trước khi đi tụ tập một chút cũng tốt vậy quyết định đi chọn ngày không bằng đụng ngày liền đêm nay đi chờ bọn họ tan tầm buổi tối đi chỗ cũ được cố trần vui vẻ đồng ý trương quản lý nói chỗ cũ cố trần tất nhiên là phi thường quen thuộc cho dù bọn họ thường xuyên đi liên hoan một nhà hàng ăn vặt. Sau đó hai người lại nói vài câu liền cúp điện thoại. Lại gửi một câu trong nhóm uy chát của đồng nghiệp bọn họ. Anh em hôm nay nghỉ việc, buổi tối chỗ cũ. Click để gửi. Trong nhóm trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Kháo, hôm nay không phải cá tháng tư, tiểu trần tử ngươi chuyện cười này không buồn cười. Hảo gia hỏa, tiểu trần tử là xảy ra chuyện gì sao? ta lần đầu tiên thấy ngươi xin nghỉ. Đúng đúng đúng. Có khó khăn gì nói ra, mọi người có thể giúp nhất định giúp. Nhìn dây hồi ba cái tin tức, cố trần nội tâm thập phần cảm động, tuy rằng bọn họ đều là xã hội tầng dưới chót nhất, nhưng là cũng tuyệt không hàm hồ. Không có việc gì. Ba con phát đạt rồi, về sau tuyệt đối sẽ không quên các vị nhi tử. Cảm động thì cảm động, nhưng tiện nghi ngoài miệng nhất định phải chiếm tiện nghi. Bò cho da cậu nhi tử. Tiểu trần tử, làm sao nói chuyện với ba đây? Đúng vậy, một ngày không thấy thiếu nợ dọn dẹp. Mấy người nháy mắt dây hồi, nhưng là cũng biết cố trần là thật muốn đi, trong lúc nhất thời có chút thương cảm, dù sao cùng nhau sinh hoạt hơn một năm. Đừng nói nữa, buổi tối gặp lại. Buổi tối tốt lành gặp lại. Cố trần cười trả lời tin nhắn. Sau đó liền đóng cửa lớn lại, đi xuống phía dưới. Cố Trần trực tiếp chặn xe taxi, báo vị trí. Đại ca, thang thần nhất phẩm Tân Giang Lộ. Được rồi. Tài xế này đại khái chừng 30 tuổi, rất trẻ tuổi, vừa nhìn cũng không phải nhàn hạ xuống chủ. Này không, Cố Trần vừa ngồi xuống, lập tức mở miệng hỏi. Lại nói, anh bạn, túi lớn túi nhỏ này là đổi chỗ sao? Đúng vậy. Cố Trần gật gật đầu. Hắn xem như phát hiện, chỉ cần là tài xế taxi, đều đặc biệt có thể nói đừng nói cho ta biết ngươi đổi được than thần nhất phẩm đúng vậy cố trần trực tiếp thừa nhận sư phụ nghe vậy sửng sốt lập tức cười to anh bạn trò đùa này của cậu không buồn cười chút nào cố trần nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì thế đạo này ta nói thật sao cũng không ai tin chứ tôi từ nhỏ đã lấy được bằng khen học sinh ba tốt người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa trong tương lai bất quá cũng lười giải thích. Đề tài kết thúc, bên trong xe tạm thời lâm vào yên tĩnh, chỉ có âm thanh động cơ ô tô ong ong. Bất quá tài xế taxi hiển nhiên không phải người yên tĩnh, nhất thời không nói lời nào liền cả người khó chịu. Lúc hắn đang đợi đèn xanh đèn đỏ, ánh mắt liếc qua, vừa vặn thấy được đồng hồ trên cổ tay trái cố trần. Lúc này ánh mắt sáng ngời, trên mặt càng lộ ra thần sắc hưng phấn. Anh bạn, anh cũng thích đồng hồ à? Cố Trần nghe vậy nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, gật gật đầu. Không sai. Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích đồng hồ, nhưng đồng hồ này của cô trông rất đẹp, nói bao nhiêu tiền vậy. Tài xế taxi tiếp tục cằn nhằn. Chương 10 Hiện tại thổ hào đều như thế biết chơi sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cố Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười cười, người anh em, không phải ta khinh bỉ ngươi, ngươi thật đúng là chỉnh không nổi. Đương nhiên, lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Không đắt, cũng chỉ hơn 2 triệu. Trong xe không khí nháy mắt an tĩnh lại, tài xế taxi liên tiếp nhìn cố trần vài lần. Mới chậm rãi nói. Anh em lời này liền không có ý nghĩa, mấy trăm vạn đồng hồ ta cũng nhận thức rất nhiều, ngươi cái này ta thật đúng là chưa thấy qua. Cố trần cũng lười giải thích, mỉm cười nói. Chỉ đùa một chút, không cần để ý, tôi đây là một mô phỏng cao cấp. Nghe được lời nói của cố trần, tài xế taxi nghe vậy thì lộ ra nụ cười đã lâu không gặp, một bộ biểu tình tôi biết ngay. Quả nhiên là như vậy. Người anh em, không phải tôi thổi, thật đúng là không có đồng hồ nào tôi không biết. Cố trần nghe vậy khóe miệng co rút, cũng không muốn đánh vỡ. À, sư phụ lợi hại như vậy. Người tài xế taxi nở nụ cười kiêu hãnh. Cái kia đương nhiên, nói thật, anh em ta ta bình sinh tự tam đại sở thích, nữ nhân đồng hồ đeo tay xe nổi tiếng. Đừng nhìn ta là lái cho thuê, nhưng là bình thường chú ý rất nhiều đồng hồ thông tin, liền không có ta liếc mắt một cái không nhận ra đồng hồ đeo tay, mặc kệ là cao phỏng chế vẫn là thật sự, dễ như trở bàn tay. Cố trần nhìn ra được này tài xế taxi là thật thích khoác lác, ở trước mắt hắn, chính mình đều là đệ đệ, đệ trung đệ. Đây là một người bạn của tôi tặng, tôi lại không biết đồng hồ, không biết là hàng nhái nhãn hiệu nào. Cố Trần nói xong, cố nén ý cười, đưa cổ tay qua. Tài xế taxi liếc mắt một cái, lập tức sửng sốt, lập tức nhíu mày. Cái này sao? Chính là hải âu cao cấp. Đúng, không ai hiểu đồng hồ mà không biết cái này, rẻ một hai ngàn, đắt mấy vạn cũng có. A à, nguyên lai like là hải âu a, khó trách ta chưa từng thấy qua. Lão ca ngươi quả nhiên kiến thức rộng rãi, bội phục bội phục. Tạm được tạm được ngươi chỉ cần nhiều hiểu biết hiểu biết là được nơi này ta cho ngươi đề cử cái chủ trì hắn chuyên môn giảng giải đồng hồ đeo tay đấy ngươi cái này đồng hồ đẹp mắt quá mức hẳn là cao phỏng chế cố trần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like kỹ thuật xem biểu hiện của cậu là học từ người dẫn chương trình khó trách mà tài xế taxi còn tưởng rằng cố trần là bị hắn thuyết phục hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn thật lớn quả nhiên chính mình là đoán đúng lúc trước hắn liền quan sát qua cố trần quần áo đều là đại chúng nhãn hiệu cho nên kinh tế hẳn là bình thường bằng hữu của hắn cũng không khá hơn nơi đó đi cho nên hắn mới đoán năm sáu trăm sau đó cả người hắn đều phiêu phiêu dục nhiên lập tức vương tay trái của mình lộ ra trên cổ tay đồng hồ đeo tay cố trần vung tay lên liền biết ý của sư phụ đến đây anh em khó gặp được một người thích đồng hồ nhìn tôi xem lãng cầm thế nào cũng không tệ lắm Cố Trần nghe vậy, phối hợp với sư phụ nói Hoa Lãng cầm A, à, ta nghe nói tùy tiện một cái cũng phải trên vạn A à. Ha ha, không tệ Tài xế taxi rất hài lòng với phản ứng của Cố Trần Chính xác mà nói là một vạn năm ngàn đồng Cố Trần hâm mộ nói Anh em rất có tiền A à. Nghe vậy, tài xế taxi thập phần đắc ý Hắn liền thích loại cảm giác bị người ta thổi phồng này Hoàn hảo, hoàn hảo con người ta không có sở thích gì, siêu chạy lại mua không nổi, chỉ có thể ở trên danh biểu đáng nghiền. Cho nên, ta dùng thời gian 3 năm rốt cục tích góp đủ tiền mới mua được. Cố Trần nghe vậy thì thập phần bội phục, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Một người có thể có nghị lực như thế quả thật không tệ. Không có gì không có gì, chỉ cần có ước mơ, sau này em khẳng định cũng mua nổi. Cố Trần nghe vậy thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Ân bất quá giấc mộng này, muốn thực hiện có độ khó nhất định. Thương hiệu lãng cầm này hắn tự nhiên cũng có chút chú ý, một thương hiệu cấp độ trung bình cực kỳ cao. Không thể không. Chỉ cần có ước mơ, ngươi cũng có thể. Tài xế taxi hiểu lầm lời của Cố Trần. Ừ, cảm ơn. Kỳ thật Cố Trần muốn nói là, hắn mang theo 200 vạn đồng hồ, về sau còn có thể tốt hơn, tại sao phải đi mang một cái mấy vạn đồng hồ đâu? chẳng qua lời này hắn nát ở trong bụng không có nói ra nếu không đối phương lại sẽ cho là mình lại đang trang bức sau đó dọc theo đường đi trên cơ bản đều là tài xế taxi nói cố trần nghe ngược lại cũng thú vị cố trần cảm thấy hết sức thú vị hắn trước kia nơi đó đã trải qua như vậy khi trong nhà không xảy ra chuyện bình thường đều là tự mình lái xe hoặc là mời tài xế sau khi trong nhà xảy ra chuyện cũng luyến tiếc ngồi taxi rất nhanh đã tới đường tân giang người anh em dừng ở đâu than thần nhất phẩm nơi đó đi cố trần nhìn xem tài xế taxi ánh mắt nghi hoặc hắn giải thích nói không sai anh bạn ngươi liền hướng nơi đó lái sau đó tài xế taxi không nói gì nữa theo lời lái về phía mục tiêu nơi này nói thật hắn thật đúng là chưa từng tới anh đã gặp hộ gia đình nào ở than thần nhất phẩm đi taxi đến chưa cũng không trách tài xế taxi hoài nghi xe taxi chạy thẳng đến cửa lớn than thần nhất phẩm liền dừng lại không tiến lên người anh em đến rồi bên trong tôi không vào được tuy rằng không biết cố trần vì cái gì nhất định phải tới nơi này nhưng vẫn là theo lời chạy đến nơi này tài xế taxi nhìn chiếc xe sang trọng lui tới hâm mộ trong mắt hóa thành thực chất nhìn biệt thự trong truyền thuyết kia trong lòng cũng là vô hạn hướng tới ngay cả miệng lãi nhãi cũng an tĩnh ngậm lại. Cố Trần nghe vậy khóe miệng nhếch lên, cười nói. Tốt, cảm ơn anh em, bao nhiêu tiền? Nghe được âm thanh, tài xế taxi kịp phản ứng. 30. Đã quét mã xong Cố Trần trên tay dừng lại. Ít như vậy, ta nhớ rõ lần trước tới phụ cận này đều tốn hơn 100. Nghe vậy, tài xế taxi cười nói. Anh bạn, đoạn đường này tới đây, Tôi cảm thấy anh cũng không tệ lắm, mặc dù có chút thích khoác lác, nhưng hiếm khi gặp được một người cùng chung chí hướng, tôi cũng không thu nhiều, thu chút tiền xăng một chút. Nghe vậy, Cố Trần dở khóc dở cười nói: "Cái này sao được? Đến đây lão ca, một mã quy một mã." Hai ngày nay hắn làm sao gặp được tài xế taxi, không phải cho hắn miễn phí thì cũng chỉ thu phí xăng dầu. Trước kia hắn thường xuyên nghe được tài xế nào đó vì kiếm tiền cố ý đi đường vòng chẳng lẽ đều là gạt người? Ta không đi làm đi ra tiếp khách chính là vì có thể tùy tâm sở dục, người anh em, ngươi hiểu không? Cố Trần nghe vậy cảm giác rất có đạo lý bộ dáng, từ chính mình đào bảo biến dị vận khí của mình giống như thật là biến tốt. Nhìn xem tài xế taxi thái độ, Cố Trần hắn chỉ đành vòng vo 30 đi qua. Tài xế taxi sau khi xem qua mới lộ ra nụ cười hài lòng. Anh bạn, sau này còn cần đón xe, có thể tìm tôi. Vậy được, anh em rút lui trước, cảm ơn. Cố Trần Văn Ngôn cười cười, sau đó mở cửa xe từ trong cốp xe lấy vali ra, đối với tài xế taxi gật gật đầu hướng cửa lớn than thần nhất phẩm đi đến. Anh tài xế thì nằm ở trên xe, vẻ mặt thỏa mãn. Hôm nay rốt cục đem tất cả những bức bách trước kia chưa từng giả bộ đều giả bộ ra. Hành khách gặp lúc trước hoặc là đều không có hứng thú, hoặc là không hiểu chiếc đồng hồ khiến anh ta phải trả giá đắt để mua không có đất dụng võ. Nhưng hôm nay gặp được cố trần, thật sự là quá không dễ dàng. Lập tức quay đầu, nhìn về phía cố trần đi thẳng về phía thang thần nhất phẩm, nhất thời sửng sốt. Tình huống gì? Người anh em này thật đúng là ở chỗ này. Cả người trong nháy mắt từ trạng thái lười biến đầy máu sống lại, ánh mắt trừng lão đại, vẻ mặt không thể tin. Ngay sau đó liền như hắn đoán như vậy, Nhìn cố trần lưng đeo cặp sách kéo rương, đang cùng than thần nhất phẩm cửa lớn phòng cảnh vệ nói chuyện với nhau. Nhìn cảnh vệ kia vẻ mặt tôn kính bộ dáng, hắn trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai like tại cố trần lúc trước nói hết thảy đều là sự thật, hắn thật ở nơi này, còn có. Trên tay hắn cái đồng hồ kia. Thật là giá trị hơn 2 triệu. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt nháy mắt đỏ lên, nếu như lúc này có người sờ da mặt của hắn, khẳng định dị thường phỏng tay. Ta kháo. Ta đây là bị đánh mặt. Trang bức không thành lại bị thao túng. Thật là. Cả người hận không thể chui vào trong lỗ. Hắn nhớ tới, lúc trước hắn nhìn cố trần cái đồng hồ kia phi thường giống Tết Tết Philip. Chẳng qua hắn một chút cũng không tin, cố trần có thể mua nổi. Coi như là bắt trước cũng phải hơn mấy ngàn, cho nên hắn trực tiếp đem ý niệm này cho bóp tắt, không nghĩ tới. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở trang web chính thức của Patek Philip, bắt đầu từ giá cả, trực tiếp nhìn lên 2 triệu. Từng khoản từng khoản, cẩn thận tìm kiếm, lúc trước hắn nhìn thấy cố trần biểu phi thường đẹp mắt, cho nên trí nhớ trong chốc lát không có biến mất. Nhìn mặt trên giá cả, hắn mí mắt điên cuồng nhảy lên, thập phần hâm mộ, hắn biết hắn cả đời này đều không có được một khối. Động tư 67 con số, nhìn xem là tốt rồi. Bỗng nhiên, khi nhìn thấy hơn 290 vạn, một hình ảnh bề ngoài thập phần đẹp trai đập vào mắt đồng tử hai mắt hắn đột nhiên co rút lại giống nhau như đúc đúng vậy hình ảnh của chiếc đồng hồ này giống hệt cố trần đeo lúc trước hơn hai trăm chín mươi vạn người ta không chỉ không có khoác lác còn khiêm tốn ta kháo sau đó hắn nháy mắt nhìn về phía cố trần mà lúc này cố trần vừa vặn cũng quay đầu nhìn phương hướng của hắn khóe miệng cười khẽ gật đầu nhìn thấy biểu tình này lại liên tưởng đến lúc trước cố trần ở trên xe một màn tài xế taxi lúc này nơi đó còn không rõ tới người ta đó là lẳng lặng nhìn mình biểu diễn không có đâm thủng ánh mắt anh lóe lên cúi đầu nhìn chầm chầm vào dãy số trên điện thoại hơn hai trăm chín mươi vạn đâu còn có phòng than thần nhất phẩm mẹ nó thổ hào bây giờ đều biết chơi như vậy sao hình ảnh nhảy đến cố trần bên kia cố trần trực tiếp đi tới chỗ cảnh vệ than thần nhất phẩm ngừng lại bảo an hữu lễ ngăn cản cố trần cũng không có trong tiểu thuyết nhìn không nổi người đánh mặt trạng thái trong cuộc sống hiện thực nào có nhiều người xem thường như vậy cho dù có cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này dù sao chủ hộ ở bên trong ai còn không có mấy người thân thích nghèo cố trần nói thẳng tên của mình cùng chứng minh thư bảo vệ khách khí bảo hắn chờ một lát thông qua điều tra của chủ hộ máy tính bảo vệ ngay ngẩn cả người